Rồi. Như vậy thì thầy sẽ giới thiệu với các bạn về cái chương 3 kỹ năng giải quyết vấn đề. Cái nội dung của chương 3 này chúng ta đề cập đến các cái vấn đề như sau. Thứ nhất là mình nói về cái giải quyết vấn đề sáng tạo và đổi mới. Rồi các rào cản nhận thức, phá vỡ rào cản nhận thức. Kỹ thuật giải quyết vấn đề, đúng không ạ? Thúc đẩy đổi mới. Và cuối cùng khi thầy Vi thì các bạn tự xem. Vậy đầu tiên chúng ta sẽ nói về cái giải quyết vấn đề. Như vậy thì đầu tiên là chúng ta định nghĩa vấn đề là cái gì. Như vậy thì bình thường thì chúng ta hay nghĩ vấn đề nó chỉ là những cái rắc rối nảy sinh đòi hỏi chúng ta phải giải quyết đấy, và chúng ta nghĩ như vậy thôi thì đấy là đúng, nhưng mà nó chỉ là một một ý thôi. Nhưng mà theo người ta Bastone người ta đưa ra đó, định nghĩa vấn đề. À, vấn đề là những đầu tiên nó là những rắc rối nảy sinh đòi hỏi mình phải đưa ra cái giải pháp để giải quyết nó. Tuy nhiên vấn đề nó cũng còn là cái cơ hội để chúng ta có thể cải tiến, để giúp chúng ta làm tốt hơn, mình hoặc là hoạt động hiệu quả hơn. Nó cũng là cái vấn đề mà chúng ta cần phải giải quyết, nghĩa là cơ hội nữa. Rồi ngoài ra thì nó còn là gì nữa, nó còn là cái sự khác biệt giữa mong đợi và hiện tại, có nghĩa là chúng ta kỳ vọng, giữa kỳ vọng của mình và giữa cái thực hiện thực tế, thì đó cũng là vấn đề. Và thậm chí vấn đề còn là gì nữa, nó là từ cái nhận thức về cái sự không hoàn hảo của hiện tại và chúng ta tìm cách để mình cải tiến nó ở trong tương lai, đó cũng là vấn đề. Giống như kiểu là chúng ta phải quản trị chất lượng đấy, đúng không ạ? Giả sử như cái quan điểm của ông Steve Jobs thì ông cho rằng là gì, đúng không ạ? Ông cho rằng là tốt là kẻ thù của sự vĩ đại, nên là thời của ông Steve Jobs quản lý là luôn luôn tìm cách để cải tiến cái sản phẩm dịch vụ của họ, luôn luôn cải tiến. Mặc dù họ đưa ra những cái điện thoại lúc đó là những người đầu tiên đưa ra những điện thoại iPhone, smartphone rất là hiện đại rồi, đưa ra thị trường mà mọi người đều phải trầm trồ để mà khám phá, để mà sử dụng nó rồi. Tuy nhiên ông luôn luôn đặt ra cái câu hỏi là như vậy thì cái này nó còn có thể cải tiến được tốt hơn là chỗ nào, nó còn chỗ nào cũng chưa hoàn thiện để cải tiến, và luôn luôn như vậy dẫn đến là người ta luôn luôn cải tiến và đưa ra những cái sản phẩm tiếp theo. Đó, như vậy thì cái vấn đề nó phải rộng hơn là nhiều với một nhà quản trị. Các bạn với một nhà quản trị như vậy vấn đề nó chúng ta phải nhìn, đương nhiên là những rắc rối cần giải quyết đó là cái phần chính rồi, nhưng mà là những cơ hội chúng ta có thể nắm bắt nữa, nó cũng là vấn đề nữa, đúng không? Rồi có thể là cái sự khác biệt giữa giữa kế hoạch và cái thực tế mình đang làm, và thậm chí là những cái kỳ vọng, những cái mong muốn để chúng ta hoàn thiện hơn. Và như vậy thì khi mà chúng ta thấy vấn đề, chúng ta mới ra quyết định để chúng ta giải quyết. Nhưng mà giải quyết vấn đề, chúng ta nói về kỹ năng giải quyết vấn đề, thực ra là chúng ta ra quyết định để chúng ta giải quyết vấn đề. Và như vậy thì mình phải thấy vấn đề thì mình mới giải quyết. Và nếu mà chúng ta không thấy vấn đề thì chúng ta sẽ không có cái giải quyết đó. Như vậy thì ở trong thực tiễn thì ta có những cách giải quyết vấn đề như thế nào, thì có thể được chia làm hai cái hướng. Cái thứ nhất gọi là giải quyết vấn đề bằng lý trí, nghĩa là theo logic đó các bạn, giải quyết vấn đề theo lý trí, logic. Cái thứ hai là giải quyết vấn đề theo cách sáng tạo. Như vậy có hai cái cách để chúng ta giải quyết vấn đề theo lý trí hay là theo cách sáng tạo. Thì đầu tiên sẽ giới thiệu với các bạn về cái quá trình, hay là chúng ta nói về cái quy trình giải quyết vấn đề bằng lý trí hay là theo logic đấy, bằng bằng tư duy đấy. À, cái quá trình như vậy thì các bạn biết là cái này chúng ta cũng đã học ở trong cái phần các cái môn học khác, chúng ta cũng đã học cái này. À, liên quan cái này chúng ta đã học thì chúng ta biết là bình thường nó thì thường là các đặc biệt là những vấn đề là những cái rắc rối
thường là các nhà quản trị không có thích những cái rắc rối đâu. Nên là, và cái thứ hai đó, cho nên là người ta hay có xu hướng là gì, hay có xu hướng là người ta không thừa nhận những cái vấn đề nó xảy ra. Cái thứ hai là thường có xu hướng là cái giải pháp đầu tiên xuất hiện trong đầu là cái giải pháp được người ta lựa chọn để giải quyết vấn đề. Ví dụ giả sử như nhà quản trị phát hiện thêm một cái nhân viên họ làm việc không có đạt được như cái mục tiêu đặt ra, như vậy thì nhà quản trị đầu tiên họ sẽ nghĩ ngay là cái người nhân viên này không có năng lực, và như vậy ta cần phải kiếm người khác để thay thế. Bây giờ như vậy cái một cái suy nghĩ theo cái lối mòn, theo cái thói quen đó là bình thường, và nhiều khi người ta lấy cái đó làm cái giải pháp luôn, nghĩa là giải pháp đầu tiên xuất hiện là giải pháp được lựa chọn, và chính vì vậy dẫn đến là người ta không có tìm được cái giải pháp tốt nhất, giải pháp tối ưu cho cái tình huống đó. Như vậy cái việc mà kiếm người khác thay thế đó phải là tốt nhất chưa, hay là ta đào tạo lại, ta bồi dưỡng lại để họ làm thì nó sẽ tốt hơn. Và đó là cái mà nhà quản trị thường hay gặp sai lầm, hay mắc sai lầm ở những cái cách để chúng ta giải quyết vấn đề. Rồi tiếp theo nữa là như vậy thì để chúng ta giải quyết vấn đề các bạn, thì chúng ta phải qua các cái trình tự từng bước một để mà giải quyết, thì mình có thể tìm được giải pháp tốt. Như vậy thì chúng ta học về các cái lý thuyết về ra quyết định về giải quyết vấn đề đó, thì người ta chia này làm nhiều bước lắm, tùy theo. Tuy nhiên các bạn phải hiểu là nó có bốn cái bước căn bản để chúng ta giải quyết một cái vấn đề, nó có bốn cái bước căn bản nhất. Rồi sau đó chúng ta học tài liệu này thì chia làm 7 bước, tài liệu kia chia làm 6 bước, tài liệu chia làm 5 bước, tùy theo người ta cắt nhỏ những cái bước này ra thôi. Và bản chất nó có bốn cái bước căn bản. Cái bước thứ nhất ta gọi chung một cái tên đó là xác định vấn đề. À, xác định vấn đề. Ở cái bước này gồm gì? Gồm cái thứ nhất đó là chúng ta phát hiện ra cái hiện tượng mà nó gây ra cái trục trặc cho cái tổ chức của chúng ta. Nếu chúng ta nhìn cái vấn đề ở góc độ đó là những cái rắc rối, phát hiện ra cái những cái bất thường. À, đầu tiên là chúng ta phát hiện ra những cái bất thường. Ví dụ như là mình thấy rằng là tình hình có vẻ như là nhân viên mình họ làm việc nó không được chăm chỉ cho lắm. À, có vẻ như họ không tập trung vào công việc, họ đi làm việc thì hay đi trễ về sớm, vân vân. Đó là cái hiện tượng mà mình thấy, đúng không ạ? Cái hiện tượng mình thấy. Nhưng mà tiếp theo cái bước này là gì? Bước một sẽ thì vấn đề nó gồm hai cái việc. Thứ nhất là phát hiện ra cái hiện tượng, được gọi là cái triệu chứng của vấn đề. À, triệu chứng của vấn đề. Và thứ hai đó là tìm nguyên nhân. Nguyên nhân gây ra là cái gì? Gây ra cái triệu chứng đó là cái gì? Thì cái bước xác định vấn đề là hai cái việc quan trọng nó cần phải làm. Như vậy thì thấy là nhân viên họ có vẻ như họ không không nhiệt huyết lắm ở trong công việc. Đó. Như vậy thì đó là cái thể hiện ra. Còn như vậy thì cái gì gây ra? Thì phải tìm hiểu. Đúng không? Tìm nguyên nhân. Như vậy nguyên nhân mới là tìm hiểu. Sau khi tìm hiểu một hồi phát hiện ra là gì? Nguyên nhân là do là cái cách đánh giá thực hiện công việc nó không được rõ ràng, dẫn đến là cái người nhân viên mà họ làm nhiều với làm ít nó cũng không có khác biệt gì nhiều trong cái phần đãi ngộ. Nói ví dụ bạn như vậy xác định ra được cái nguyên nhân, đúng không các bạn, hiểu không? Đó, như vậy cái hiện tượng mình thấy đó là cái triệu chứng, còn cái nguyên nhân gây ra nó là cái gì phải tìm.
Giống như bây giờ mình đang truy lùng đúng không ạ? F0 không triệu chứng có gì chạy ra đúng không? Như vậy thì ở trong thực tế đó, nó có nhiều cái trường hợp ở trong quản trị nó cũng vậy các bạn, nghĩa là nhiều cái trường hợp nó âm thầm nó tiến triển và chúng ta không để ý, chúng ta không tin thì chúng ta có thể không thấy được những cái triệu chứng nó thể hiện, và mình không thấy được cái triệu chứng thể hiện thì lúc đó chúng ta sẽ không có ra quyết định, đúng không? Chúng ta sẽ không ra quyết định để mình giải quyết, và như vậy thì chúng ta sẽ để vấn đề nó âm thầm nó tiến triển, và một lúc nào đó nó bung ra thì lúc đó là coi như hết thuốc chữa, giống như kiểu bị ung thư vậy đó. Cho nên ở trong thực tế thì người ta đánh giá là các cái nhà quản trị mà là cái người mà giỏi đó, là cái người phải luôn luôn đi truy lùng các cái triệu chứng này, hay gọi là các cái nhà quản trị là người tìm kiếm vấn đề, nghĩa là chúng ta phải luôn luôn có cái ý thức để chúng ta tìm kiếm phát giác ra những cái bất thường ở trong cái hoạt động của tổ chức. Đó là cái bước số 1. Như cái bước này đó là chúng ta hai cái việc cần phải làm, và tóm lại là gì? Cố gắng phát hiện ra các cái triệu chứng của vấn đề, và thứ hai là tìm nguyên nhân của cái triệu chứng đó là cái gì. Như vậy thì chúng ta lưu ý một cái điểm, đó là ở trong cái bước này á, là mình phải tránh những cái sai lầm như thế này. Cái sai lầm thứ nhất đó là chúng ta không phát hiện được vấn đề, không chú ý phát hiện vấn đề là một. Thứ hai là chúng ta thấy cái triệu chứng nhưng chúng ta quy chụp cái nguyên nhân đó một cách gọi là không có kia, một cách giống kiểu theo thói quen, dẫn đến mình xác định sai cái nguyên nhân, hay là chúng ta xác định chúng ta nhầm lẫn giữa triệu chứng và nguyên nhân. Nhầm lẫn giữa triệu chứng và nguyên nhân, nghĩa là mình không xác định đúng nguyên nhân của cái triệu chứng đó. Và một cái sai lầm nữa mà chúng ta cần tránh đây là cái gì? Chưa vội xuất hiện phương án, chưa vội lựa chọn phương án giải quyết ngay. Thường là mình hay có cái theo thói quen của mình đó, là mình hay có vấn đề đúng không ạ, xong rồi mình quy chụp cho cái nguyên nhân và mình có giải pháp liền. Như vậy một cái người họ làm không tốt, họ không đạt được cái kết quả kinh doanh như nãy thì ví dụ như vậy, chưa chắc nguyên nhân đó là cái năng lực của họ không tốt, chưa chắc. Cho nên là mình hay theo cái thói quen là không tốt là do năng lực không tốt, năng lực không tốt tìm người thay thế, nghĩa là vấn đề nguyên nhân và giải pháp bị xuất hiện đồng thời, và đó là cái sai lầm khi mình ra quyết định. Này, xuất hiện đồng thời như vậy chúng ta chỉ suy nghĩ đến một cái phương án duy nhất, một lý do duy nhất, dẫn đến chúng ta dễ mắc sai lầm. Vậy mình phải cố gắng là trì hoãn cái việc ra quyết định, trì hoãn cái việc ra quyết định. Bước số 1, bước số 1. Bước số 2, tìm kiếm các phương án. Như vậy thì bước số 1 đó là xác định được cái triệu chứng, phải nhắc đi nhắc lại để các bạn khỏi phải quên đấy. Xác định triệu chứng và tìm cho được cái nguyên nhân chính xác gây ra cái triệu chứng đó là cái gì. Sau khi xác định nguyên nhân rồi thì bước số 2 mới là tìm kiếm tất cả các phương án có thể có để giải quyết cái vấn đề này. Như vậy nghĩa là chúng ta phải tìm được nhiều phương án, càng nhiều càng tốt. Và về mặt nguyên tắc, về mặt logic, về mặt lý trí là phải tìm hết tất cả các phương án có thể, chứ tránh trường hợp là chúng ta chỉ có một phương án duy nhất là mình chọn nó đó, tránh trường hợp là phải có nhiều phương án. Và bước này là bước tìm phương án thôi, chưa ra quyết định chọn phương án nào hết. Bước thứ hai là tìm phương án, cho nên là người ta gọi là chúng ta phải cố gắng trì hoãn cái việc chọn giải tìm phương án rồi, tìm tất cả các phương án có thể có. Rồi bước số 3 chúng ta mới là lựa chọn phương án. Bước số 3 mới là lựa chọn phương án.
Bước này là liên quan đến gì đúng không ạ? Đánh giá trên cơ sở các phương án mình đã tìm tất cả đó, bắt đầu mới so sánh các bạn, so sánh các phương án để xem phương án nào là phương án tốt nhất để mình lựa lựa chọn. Và sau khi lựa chọn được cái phương án phù hợp rồi thì bước thứ tư đó là chúng ta lập kế hoạch, chúng ta thực hiện cái phương án đó và chúng ta kiểm tra đánh giá. Nghĩa là bước thứ tư là bước thực hiện phương án thì gồm có là gì? Lập kế hoạch thực hiện, là thúc đẩy mọi người triển khai thực hiện kế hoạch này và đánh giá cái kế hoạch đó, giám sát cái việc thực hiện kế hoạch đó. Đó là cái bước thứ tư. Nó như vậy, bốn cái bước là như thế. Và các bạn biết là chúng ta cần phải tập khi giải quyết, gặp cái vấn đề giải quyết, các bạn phải cần phải giải quyết theo những cái trình tự như vậy, tập theo một cái trình tự như thế. Nó sẽ giúp chúng ta có thể giải quyết ra những cái quyết định để nó giải quyết các vấn đề nó một cách là tốt nhất. Thì bên cạnh cái việc mà cái mô hình bốn cái bước phổ biến căn bản nhất để giải quyết vấn đề theo bốn bước này, thì David Cobb thì ông có đưa ra một cái mô hình gọi là chu trình giải quyết dựa theo bốn cái, là để khám phá ra cái quá trình ông đưa vô, nó gọi là why, what, how, if. Why là khám phá ra động cơ để giải quyết vấn đề. What là quyết định những gì cần phải làm để giải quyết cái why đó. Phải how là bắt đầu tìm kiếm cái giải pháp thực tiễn. Và số 4 đó là phân tích cái hậu quả có thể xảy ra và xem xét lại các cái hành động. Nghĩa là mình đưa ra giải pháp rồi, nhưng phải cân nhắc xem là như vậy thì mình sử dụng nó vô thì nó có thể gây ra cái gì không? Có thể gây ra cái gì? Và dựa trên cái mô hình của David Cobb này thì và Kipner và Chigo thì đưa ra một cái mô hình áp dụng của cái giai các giai đoạn của Cobb, và thì đưa ra một cái mô hình 9 bước để giải quyết vấn đề. 9 bước để giải quyết vấn đề. Đừng hóa nó khó hiểu. Nó gồm có như thế này các bạn. Bước thứ nhất nghĩa là từ bốn cái bước đó thì đưa ra 9 cái bước này để chúng ta giải quyết vấn đề nó một cách thấu đáo, kỹ càng hơn. Và chúng ta sẽ có sử dụng 9 cái bước như thế này. Bước số 1. Bước số 1. Vấn đề xảy ra có nghĩa là bản chất nó là xác định vấn đề đấy. Các bạn lại như vậy. Xác định cái vấn đề xảy ra. Như là cái hiện tượng xảy ra và nguyên nhân nên nó là cái gì đó. Bước số 1 các bạn xác định cái vấn đề xảy ra là cái gì. Hiện tượng gây ra, triệu chứng là gì và nguyên nhân là gì. Rồi sau đó bước số 2. Bước số 2 là xác định các cái áp lực. Các cái áp lực như thế này các bạn, như là như vậy khi ta giải quyết vấn đề đó trong cái bối cảnh như thế nào. Trong bối cảnh như thế nào, nó giống như bây giờ chúng ta đang nói cái chuyện thời sự, bây giờ chúng ta nói về giải quyết cái vấn đề là hiện tượng xảy ra, nó là gì, đó là COVID đúng không? Hiện tượng là cái tình trạng mà lây lây nhiễm, tức là số người bị nhiễm COVID thành phố Hồ Chí Minh đang là tăng rất nhiều, đó là cái hiện tượng xảy ra. Như vậy thì nguyên nhân nào gây ra cái tình trạng đó, như nào gây ra. Như vậy thì hiện nay là
đang xác định nguyên nhân là gì? Đó là do giao tiếp dẫn đến lây lan. Các nhà hoạch định chính sách của chúng ta đang xác định, và các nhà lãnh đạo về y tế đó đang xác định cái nguyên nhân mà gây ra cái chuyện lây lan đó là gì? Đó là cái chuyện giao tiếp. Đúng không? Như vậy xác định như thế, thì đang ví dụ như vậy ha, xác định như vậy. Như vậy bước thứ hai là xác định các cái áp lực. Như vậy thì chúng ta hình dung là như vậy thì bây giờ là giải quyết cái chuyện mà làm sao để cho Covid nó không lây lan, mà nguyên nhân là do mọi người tiếp xúc với nhau, giao tiếp với nhau nó bị như vậy. Bây giờ chúng ta giải quyết cái chuyện này, nhưng mà nó bị hạn chế, nó bị ràng buộc bởi những cái điều kiện nào, các cái áp lực. Như là chúng ta bị, ví dụ như cái hạn chế thứ nhất mà chính phủ muốn giải quyết để làm một là gì? Nghĩa là giải quyết cái chuyện mà giảm bớt hay là cắt đứt cái chuyện lây lan cái dịch Covid, nhưng mà không ảnh hưởng đến cái mục tiêu kinh tế. Đó là một cái áp lực mà cần phải giải quyết. Lúc trước nói nhiều về cái áp lực, các bạn, mục tiêu kép đấy là vậy đó các bạn. Nghĩa là giải quyết cái dịch bệnh nhưng mà nó không được ảnh hưởng đến cái tăng trưởng kinh tế, đến cái phát triển kinh tế, ảnh hưởng đến cái hoạt động sản xuất, thì đó là một cái ràng buộc. Các bạn hình dung không? Đó là một cái ràng buộc. Rồi cái ràng buộc tiếp theo đó là cái gì? Chúng ta có thể thêm vô. Thì cái mà thầy ví dụ nhất là các bạn rõ để các bạn hình dung các cái áp lực nó là như vậy, là như vậy. Như là chúng ta không phải giải quyết Covid bằng mọi cách, mà thực ra nó phải giải quyết nhưng mà nó phải trong cái điều kiện nào đó. Còn bằng mọi cách thì dễ lắm, nhốt mọi người trong nhà như hiện bây giờ, đúng không ạ? 3 4 tháng trời là hết thôi, đúng không? Nhưng vấn đề là gì? Đảm bảo áp lực là gì? Đảm bảo vấn đề về kinh tế nó không bị ảnh hưởng nhiều, đảm bảo vấn đề về an sinh xã hội, không để cho những người yếu thế, những người dễ bị tổn thương, người ta bị khó khăn trong cái lúc mình giải quyết. Đó, không để người dân, đúng không ạ, bị thiếu các cái thiết yếu như vậy. Thì đó chính là những cái áp lực, những cái ràng buộc mà mình giải quyết. Như là giống như kiểu là chúng ta hình dung là bứt dây mà không để động rừng nữa, nghĩa là mình không được những cái ràng buộc khác mình phải giữ. Chứ còn giống như, đúng không ạ, giống như kiểu là mình diệt một cái, mình bắt, đúng không ạ, mình bắt một cái con sâu ở một cái đám sâu ở trong gỗ chẳng hạn, các bạn, ta đem lửa ta đốt sạch thì ta chắc chắn là sâu sâu chết, nhưng mà cuối cùng là lúa mình cũng chết luôn. À, như vậy thì cái ràng buộc là gì? Nó không bị để ảnh hưởng. À, như vậy chúng ta hình dung đó là như là những cái ràng buộc, những cái áp lực nó giới hạn chúng ta trong cái việc chúng ta giải quyết vấn đề này. Nó có thể là thời gian, nó có thể là kinh phí tiền bạc, nó có thể là những cái mục tiêu khác chúng ta cần phải giữ trong khi chúng ta giải quyết cái vấn đề này. Như vậy quay trở lại, đó là cái Covid thì nói các bạn, thì những cái ràng buộc như vậy các bạn dễ hình dung đó. Hay là cái trường hợp mà ví dụ các bạn, đó là một cái nhân viên mà họ làm việc họ không đạt được cái mục tiêu, thì mình xác định cái nguyên nhân nó là do cái năng lực họ chưa đáp ứng được công việc. Như vậy ta giải quyết vấn đề như thế nào? Như vậy thì vấn đề mình giải quyết là làm sao để mình giải quyết được cái chuyện mà cái người nhân viên này họ, cái vị trí công việc này họ không đáp ứng được cái mục tiêu công việc đặt ra. Nhưng mình giải quyết nó là cái gì? Ràng buộc là gì? Cái ràng buộc là mình giải quyết nhưng mà không được để cái công việc hiện tại nó bị ảnh hưởng, cái tiến độ công việc hiện tại đang làm nó không bị ảnh hưởng. Đó là một cái áp lực. Thứ hai là không được để phát sinh thêm chi phí. Thứ ba là không được vi phạm luật lao động. Thế mà ví dụ vậy. Như vậy đó là những cái áp lực để mình giải quyết cái câu chuyện này, nhưng mà mình phải trong cái bối cảnh điều kiện ràng buộc đó. Chứ còn mình giải quyết mà nó trong điều kiện mà không giới hạn về nguồn lực, về ràng buộc thì đó không thực tế. Ở trong về mặt lý thuyết thì người ta không đề cập cái chuyện đó, như nãy nói cái chuyện này.
Đối với bước này thì người ta không đề cập đến câu chuyện ràng buộc về nguồn lực. Thì có là gì? Tôi tìm ra vấn đề và tìm nguyên nhân, xong rồi tôi tìm tất cả những phương án có thể có để giải quyết. Như vậy thì nó có nhiều phương án để giải quyết, nhưng mà những phương án đó thực ra là nó không khả thi ở trong thực tế, tại vì thực tế là chúng ta không có cái chuyện mà chúng ta giải quyết mà chúng ta không không bị giới hạn bởi cái chuyện gì cả. Nên cái quy trình của Kepler và Chirac đưa ra đó là nó đầy đủ hơn ở chỗ đó. Như là cái bước số 2, rồi cái bước số 3 đó là gì? Đúng không ạ? Xác định lại vấn đề. Như vậy thì dựa trên, đúng không ạ, dựa trên cái bước số 1, bước số 2 thì chúng ta quay trở lại, đó là như vậy mình nói lại cái vấn đề của mình một cái tổng quát, như là các bạn tổng hợp cả hai cái ý, bước số 1, bước số 2 và viết lại ở cái bước số 3. Là như vậy thì cuối cùng cái vấn đề là cái gì? Như vậy thì ví dụ như Covid, để các bạn dễ hình dung, như vậy vấn đề giải quyết Covid đó là chúng ta phải ngăn chặn được cái chuyện cái tiến trình lây lan dịch bệnh Covid ở tại thành phố Hồ Chí Minh, ở tại Việt Nam. Nhưng mà trong nhưng mà không được để ảnh hưởng đến cái quá trình phát triển kinh tế của đất nước, không được ảnh hưởng đến cái đứt gãy của cái chuỗi cung ứng, đúng không ạ? Không được làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân quá nhiều, như là những người mà bị yếu thế, những người dễ bị tổn thương phải được hỗ trợ đầy đủ, đúng không ạ? Trong phạm vi ngân sách của nhà nước là 26.000 tỷ, thì nói ví dụ vậy, trong phạm vi số tiền phải tiêu chi tiêu là 26.000 tỷ, thì đã nói cái tiền hỗ trợ, đúng không ạ? Chi tiêu là trong phạm vi đó, và thời gian là trong vòng 1 tháng. Như vậy cái vấn đề thì xác định bây giờ lại nó đầy đủ hơn, nó bao quát hơn, là cái chuyện là cái bước đầu tiên. Cái bước đầu tiên ta chỉ nói là cái gì, đúng không ạ? Ngăn chặn lây lan của Covid do cái việc đó là người ta giao tiếp, người ta tiếp xúc với nhau lây lan. Đây là cái bước số 1 chỉ nói vậy thôi. Nhưng qua cái bước số 2 này rồi thì chúng ta nói lại cái vấn đề của mình đó một cách rất là đầy đủ hơn, đúng không? Mình nói là cái vấn đề của mình rất đầy đủ. Và như vậy cái bước số 3 là cái chúng ta viết lại cái đề bài toán mình cần phải giải là cái gì đó các bạn. Viết lại cái bài toán của mình một cách đầy đủ hơn. Đó, các bạn hình dung không? Và thông qua cái bài toán đó rồi thì lúc đó mới đưa tới cái bước thứ tư, đó là xác định các cái mục tiêu. Như vậy thì mục tiêu mình cần phải giải quyết là cái gì? Như vậy bắt đầu liệt kê ra. Thứ nhất, mục tiêu thứ nhất đó là giải quyết Covid, đúng không ạ, trong vòng 1 tháng. Mục tiêu về mặt thời gian, đưa ra mục tiêu cố gắng phải là mục tiêu nó phải là cân đong đo đếm được nha các bạn, mục tiêu SMART đó, đúng không? Là chúng ta phải định lượng được, phải đo lường được là trong 1 tháng mà nhà nước đưa ra chính đưa đó là chính là gì, mốc là ngày 15 tháng 9. Đó là cái mục tiêu thứ nhất, thời hạn cụ thể đó là 15 tháng 9 là phải giải quyết được. Đó là cái mục tiêu thứ nhất. Mục tiêu thứ hai, ngân sách, đúng không ạ, để chi tiêu hỗ trợ là 26.000 tỷ đã bây giờ ngân sách. Mục tiêu thứ ba, đúng không, 100% những người mà bị ảnh hưởng, những người yếu thế phải được hỗ trợ 100%. Cái này là những cái phát biểu của thủ tướng và phó thủ tướng phát biểu đấy, đúng không ạ? Mục tiêu 100% những người mà bị khó khăn thì đó phải được hỗ trợ. Thì đó là những cái mục tiêu rất là cụ thể các bạn, lượng hóa đàng hoàng nha. Rồi tiếp theo là gì nữa? Mục tiêu có gì nữa ta? Đại khái ví dụ vậy. Như vậy đó là dựa vào cái giải quyết cái vấn đề mình đó, mình đưa ra những cái mục tiêu mình cần phải đạt khi mình triển khai các phương án mình làm. Rồi tiếp theo, rồi, mục tiêu mà mình không ảnh hưởng đến nền kinh tế đấy, đúng không ạ? Không để cản trở cái việc lưu thông, cái việc sản xuất của nền kinh tế. Rồi từ cái mục tiêu đó chúng ta mới tới cái bước thứ năm, đó là như vậy thì có những phương án nào có thể làm, có những phương án nào có thể làm, đúng không? Như vậy phương án thứ nhất nó là giãn cách chặt chẽ nghiêm ngặt hơn,
như hiện nay đang chọn, đó là một phương án. Phương án thứ hai, phương án thứ hai là gì? Phương án thứ hai giả sử như mua vaccine để tiêm, tối đa là tiêm thật nhanh để nhanh tiến độ tiêm vaccine. Phương án thứ ba là gì đó? Phương án thứ tư, phương án thứ năm, chúng ta phải tìm tất cả các phương án có thể có, tìm tất cả các phương án có thể có ở bước số năm này, là cố gắng tìm thật nhiều phương án. Rồi sau đó tới bước thứ sáu, bước thứ sáu là trong các phương án đó thì phương án nào phù hợp nhất so với mục tiêu, các cái mục tiêu ở bước số 4 này, là phương án nào đáp ứng được các mục tiêu này một cách phù hợp nhất. Đó, như vậy bắt đầu mình cân nhắc. Như vậy thì thứ nhất là giãn cách chặt chẽ, rồi sao vaccine, sao đó, rồi tiếp theo là gì đó chúng ta so với mục tiêu này. Như vậy giả sử như trong các phương án đó, cuối cùng cái xác định là như vậy thì cái phương án mà giãn cách xã hội chặt chẽ là phương án phù hợp nhất như hiện nay nha. À, ví dụ vậy, giả sử như thế, đó là phương án phù hợp nhất, đó là bước số 7 chúng ta sẽ chọn. Cuối cùng mình so sánh, mình chọn và mình đưa ra được, đó là như vậy thì cái phương án mà giãn cách xã hội một cách chặt chẽ đó là phương án phù hợp. Và ở đây là gì? Bắt đầu mình chọn bước số 7 là mình chọn, và chúng ta chọn được cái phương án giãn cách xã hội chặt chẽ. Tuy nhiên đến bước này chúng ta chưa chốt phương án đâu các bạn. Nó phải là gì? Nó gọi là đưa ra quyết định thăm dò, nghĩa là chúng ta chọn phương án nhưng mà xem đây là cái phương án tạm thời mình lựa chọn thôi. Còn phải thêm cái bước thứ 8. Cái bước thứ 8 là gì? Phân tích các cái tiềm vấn đề tiềm tàng khi ra quyết định. Nghĩa là bây giờ ta phải lường trước. Như vậy thì chọn cái phương án là thực hiện giãn cách xã hội một cách là chặt chẽ. Như vậy thì khi mình áp dụng, chúng ta phải lường trước là khi áp dụng nó sẽ xảy ra cái gì. Thứ nhất có thể xảy ra đó là người dân người ta chống đối, à đúng không? Cái này xảy ra là dân chống đối, bắt giãn cách chặt chẽ quá, bắt nhốt trong nhà riết cuồng chân cuồng giò, có mấy tay tự nhiên điên điên lên có thể ra ngoài chống đối, ví dụ vậy. Thì đó là một cái mình có thể lường trước, tại vì nó chặt chẽ quá mà bây giờ bắt ta ngồi trong nhà chặt chẽ quá. Như vậy cái thứ nhất là có thể một số người ta sẽ chống đối. Cái thứ hai là gì nữa? Cái thứ hai là có thể xảy ra hiện tượng là người ta không nghiêm trong cái việc thực hiện cái quy tắc giãn cách nghiêm ngặt này, nhưng là do nó bức bí quá, do đó thì người ta không nghiêm. Rồi có thể cái thứ ba là cái gì? Giãn cách như thế này đó là dẫn đến là người dân họ tích trữ đồ ăn cũng không đủ trong thời gian dài. Rồi vấn đề thứ tư là cái gì? Vấn đề thứ tư là những người nghèo đó đâu có tiền đâu mà tích trữ đồ ăn, đúng không? Đâu có tiền đâu mà tích trữ, thì họ có thể bị đói trong thời gian mà giãn cách nghiêm ngặt, họ không đi làm được, không có tiền mà lại còn không đi đâu nữa. Đó. Thì nói ví dụ như vậy thì lường trước là có thể xảy ra bốn cái vấn đề này. Như vậy chúng ta lường trước rồi thì chúng ta mới, sau khi mình đã lường trước thì lúc này chúng ta mới lập kế hoạch để làm. Và cái kế hoạch của mình là nó lường trước cả những cái chuyện nó có thể xảy ra, đúng không? Ví dụ vậy, ví dụ như là phải bung ra để dẫn lường trước cái chuyện đó, đúng không? Như vậy thì lên kế hoạch rồi, triển khai rồi, nhưng mà phải truyền thông. Thứ nhất là truyền thông, luôn luôn nhắn an tâm đi, ngồi trong nhà đi, an tâm đi ha, đúng không? Ví dụ vậy, các bạn nhận được cái tin nhắn đó rồi, thì đó là một cái về mặt truyền thông. Thứ hai là gì nữa? Thứ hai là về mặt giữ trật tự, điều bộ đội, các bạn, điều bộ đội. À, như vậy bộ đội để giúp dân, thực ra là có bộ đội dân người ta cũng như là tự nhiên thấy mình làm nghiêm ngặt, quân đội là nghiêm túc rồi. Như vậy thì có quân đội đó thì ngày xưa đưa cho mấy trật tự, đúng không ạ, tổ dân phố, bảo vệ tổ dân phố làm thì người ta không sợ, nhưng bây giờ có bộ đội người ta cũng khiếp hơn chứ, đúng không? Như vậy đưa bộ đội ra đứng gác, người ta cũng ngán, người ta không đi ra ngoài nhiều nữa. Như vậy nghĩa là
người ta nhìn thấy, thông qua hình ảnh người ta nhìn thấy là cái sự quyết tâm để làm rồi. Rồi tiếp theo là gì nữa đúng không ạ? Điều rồi cho bộ đội đi chợ đúng không ạ? Tổ chức cho những người đi đi chợ hộ đó, như vậy để giải quyết cái câu chuyện đó là người ta không đi chợ được. Rồi giải quyết câu chuyện đó là cứu trợ đúng không, cứu trợ vân vân. Thì các bạn thấy là như vậy thì để mình ra một quyết định mình giải quyết, đó là một cái quá trình nó phức tạp như vậy đó. Và như vậy đến cuối cùng là cái bước số 9 mới là cái bước mà chúng ta có được cái kế hoạch triển khai chi tiết và giám sát thực hiện. Và hiện nay giống như kiểu hôm trước là Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, rồi giờ là Thủ tướng Phạm Minh Chính đi trực tiếp để làm gì, giám sát cái quá trình làm có đúng không, có đúng như cái kế hoạch đưa ra triển khai. Nói chung là không đúng rồi về nhà là chấn chỉnh liền, đi liền, đi giãn cách xem người dân có còn đi ngoài đường lang thang ngoài đường không, đúng không? Rồi là có những ai mà khó khăn ngoài kia để đi trực tiếp để mà thấy đó, những cái là giám sát rồi họp bàn các cái biện pháp để mà lường trước các cái tình huống có thể xảy ra vân vân. Như vậy đó là cái quá trình ra quyết định bằng lý trí đó, như vậy theo trình tự các cái bước như vậy đó các bạn, chín cái bước này. Đó là cái mô hình ra quyết định bằng lý trí ha. Như vậy thì các bạn thấy là cái quy trình ra quyết định bằng lý trí nó rất là chặt chẽ và giúp chúng ta có được những cái quyết định rất là chính xác, xác đáng. Tuy nhiên nó có một số cái hạn chế của cái việc ra quyết định bằng lý trí. Cái hạn chế thứ nhất đó là gì? Đó là trong những cái tình huống phức tạp thì không phải lúc nào chúng ta cũng có đầy đủ thông tin để mà chúng ta có thể xây dựng được các cái bước đó một cách bài bản đầy đủ. Không phải lúc nào thông tin cũng đầy đủ. Đúng không ạ? Và như vậy thì nó gây khó khăn cho mình ra quyết định. Ví dụ như ở bước xác định vấn đề, bước số 1 đó. Như vậy ở bước số 1 xác định vấn đề, chúng ta nói này, chia 9 bước chúng ta phân tích thì mình nói bốn cái bước cơ bản kia nha các bạn. Bốn bước này là bốn bước rất là căn bản, 9 bước kia bản chất là chia nhỏ nó ra thôi để cho mình làm cho nó chu đáo hơn thôi. Như vậy thì cái bước xác định vấn đề thì chúng ta rất dễ là gì, dễ nhầm lẫn giữa triệu chứng và nguyên nhân, dễ nhầm lẫn đó. Cái quan trọng là mình tìm đúng nguyên nhân. Các bạn mình tìm không đúng nguyên nhân thì chúng ta không giải quyết được triệt để cái vấn đề. Như vậy quay trở lại cái COVID, như vậy thì cái nguyên nhân gây ra lây lan có phải là do giao tiếp xã hội diễn ra không, có phải không? Tại sao là có một số trường hợp người ta ngồi trong nhà không người ta vẫn bị đó? Như vậy thì liệu cái nguyên nhân đó mình xác định nó có đúng chính xác chưa? Và như vậy thì trong thực tế do chúng ta có thể không có đủ thông tin và do giới hạn về những cái nhận thức của chúng ta, và chúng ta có thể không xác định được chính xác cái nguyên nhân, đây là chúng ta không xác định được chính xác cái nguyên nhân gây ra, đó là một cái hạn chế. Đúng không? Rồi. Cái thứ hai mà cái hạn chế của cái bước số 1 đó là gì? Đó là thường là mình xác định vấn đề theo các cái giải pháp có sẵn, có nghĩa là theo những kinh nghiệm mình có, theo những cái giải pháp mình xác định vấn đề là dựa theo giải pháp, nghĩa là gì? Nghĩa là mình có giải pháp sẵn và bây giờ mình ráp cái vấn đề, cái nguyên nhân vào cho nó khớp với cái giải pháp của mình có thôi. Các bạn hiểu nghĩa là mình làm ngược. Mình có đã dự kiến những giải pháp đây rồi và bây giờ mình ráp nó vô cho nó phù hợp. Và thường là chúng ta không có cái đầy đủ cái thông tin để mình phân tích, thì đó là cái hạn chế ở cái bước số 1. Cái bước số 2 xác định giải pháp. Như vậy chúng ta hình dung là các giải pháp này thường là được chúng ta đánh giá tại một thời điểm, có nghĩa là gì? Mình đưa ra giải pháp cho mình lấy cái tiêu chí là của cái hiện tại mình đánh giá, nhưng mà khi mình triển khai nó một quá trình như vậy có thể chúng ta đánh giá nó không được chính xác. Cái hạn chế thứ hai là
chúng ta đưa ra ít giải pháp quá. Như vậy thì cũng không có khả năng để chọn được cái giải pháp tốt khi mà chúng ta có ít giải pháp. Cái thứ ba là thường là giải pháp đầu tiên suy nghĩ ra thì thường là giải pháp mà chúng ta chọn. Đây là cái chủ quan của mình. Và cuối cùng đó là cái gì? Giải pháp mà dựa trên thành công ở trên quá khứ, nghĩa là dựa trên những cái kinh nghiệm mà mình đã từng làm thành công rồi và như vậy chúng ta áp dụng. Nó giống như là cái Covid đợt vừa rồi đúng không ạ? Như vậy thì ba cái đợt trước mình giãn cách xã hội mình làm ok. Và đến lần thứ tư ta tiếp tục làm như vậy. Cuối cùng lần thứ tư làm như vậy làm hoài nó không hết. Đó là giải pháp dựa trên kinh nghiệm quá khứ các bạn. Dựa trên kinh nghiệm quá khứ. Đó là những cái mà chúng ta có thể hình dung, như là nhiều khi chúng ta dựa trên cái làm cũ chưa chắc nó đúng. Lúc trước là làm ok đúng đấy các bạn. Ba đợt Covid trước, Việt Nam là một trong những quốc gia điểm sáng ở trên thế giới về kiểm soát Covid thông qua biện pháp là gì? Bây giờ tôi gọi là cái chiến lược không không Covid, nghĩa là cách ly quyết liệt F0 và những cái F1 ra khỏi cộng đồng để ta triệt tiêu. Thì ba ba cái đầu là ta rất thành công. Đợt thứ tư ta tiếp tục làm như vậy nhưng lại không thành công. Do cái con biến chủng Delta này nó lây nhanh quá. Đúng không? Cái đợt trước là do cái cũ, cái biến chủng cũ nó lây chậm thì ta đi ta ngắt được. Ta ngắt được là do biết được F0 mà ta biết F1 và như vậy thì chưa có cái F0 nó có thể chưa có khả năng lây cho F1 và F1 cũng chưa có khả năng lây cho cái F2. Cho nên là mình ngắt nó đi thì nó ok đúng không? Nhưng mà bây giờ với cái biến chủng Delta này mới này nó lây nhanh quá mà làm từ đó mình truy không kịp, nghĩa là mình thực ra mình đuổi theo nó không kịp. Biết được F0 thì lúc đó nó chạy tới F3, F4, F2, F3 rồi và mình mới đi ngắt được F1 thôi, thì giống kiểu mình đuổi sau lưng đó ta đúng không ạ? Thì đó là cái mà chúng ta có thể gặp, đó là cái nếu mà cái giải pháp mình đưa ra dựa trên những cái thành công của quá khứ. Như vậy thì nó có thể dẫn chúng ta là chúng ta có không có thể giải pháp tốt. Rồi cái bước thứ ba đó là việc chúng ta đánh giá và lựa chọn giải pháp mà các bạn. Vậy bước này đó là thường là gì? Ở trong quản trị thì chúng ta rất khó để chúng ta so sánh giữa các giải pháp với nhau các bạn. Rất khó tại vì chúng ta lượng hóa rất là khó. Và mỗi một giải pháp nó đều có những cái ưu nhược điểm riêng để chúng ta lựa chọn, cho nên là mình lựa chọn cái giải pháp tốt nhất là cái rất là khó chứ không dễ. Và có thể chúng ta mắc sai lầm trong việc lựa chọn các giải pháp. Và cái bước thứ tư chúng ta có thể khó khăn đó là gì nếu bạn? Khó khăn là trong lúc triển khai. Bước thứ tư là bước thực hiện và đánh giá đó. Như vậy trong lúc triển khai như vậy thì chúng ta có thể gặp chống đối trong khi chúng ta thực hiện giải pháp, chống đối thay đổi. Và hiện nay Covid các bạn thấy là cũng có nhiều người ta chống đối, giãn cách nghiêm ngặt quá họ chống đối. Đó chúng ta có thể gặp khó khăn trong cái việc chống đối đó. Rồi vân vân là những cái phát sinh trong quá trình chúng ta làm thì đó là những cái trở ngại. Cái trở ngại thì như vậy thì những cái trở ngại này dẫn đến là chúng ta phải có các cái giải pháp sáng tạo. Cái này để thầy nhầm sửa lại cái này một cái xíu, chưa được chính xác. Như là giải quyết vấn đề lý trí nó bị ảnh hưởng. Mà như vậy thì chúng ta cần phải có cái cách để chúng ta giải quyết. Và như vậy thì chúng ta phải suy nghĩ thêm về cách giải quyết vấn đề theo sáng tạo để mà giải quyết nó.
Như vậy thì chúng ta áp dụng với cách sáng tạo để giải quyết. Như vậy nó có những cái khi chúng ta áp dụng những cách sáng tạo để giải quyết đó, thì chúng ta có thể gặp những cái trở ngại gì? Nghe là chúng ta quay sang cái nhánh thứ hai là nhánh giải quyết vấn đề bằng sáng tạo. Như vậy khi giải quyết vấn đề sáng tạo thì nó có những cái trở ngại gì? Cái trở ngại thứ nhất đó là cái rào cản về mặt tư duy các bạn, về mặt tư duy nghĩa là cái suy nghĩ của chúng ta nó bị hạn chế. Cái thứ hai là khi chúng ta sáng tạo thì chúng ta sợ sợ cái mới, tại vì nó chúng ta hình dung chúng ta học ở trong những cái nguồn khác nói về sáng tạo là mình làm cái mới đầu tiên và cái mới thì chúng ta không chắc ăn, cho nên là mình lo đó. Và như vậy dẫn đến là chúng ta hay tập khuôn à, nhiều khi là mình có nhiều cái thông tin quá, nhiều kinh nghiệm quá là có khi chúng ta không dám có những cái đổi điều chỉnh mới đó, thì đó là những cái mà cũng là gây khó cho người sáng tạo. Như vậy chúng ta phải làm sao xóa bỏ được cái rào cản về mặt tư duy đúng không ạ? Đầu tiên là xóa bỏ cái về cái suy nghĩ của mình đó, phải xóa bỏ đi. Như vậy thì những cái rào cản về mặt tư duy và nhận thức của chúng ta nó có những cái rào cản nào mà nó sẽ cản trở cái sự sáng tạo khi chúng ta tư duy để chúng ta giải quyết vấn đề theo kiểu sáng tạo đây? Nó có bốn cái rào cản như thế này. Cái rào cản thứ nhất đó là gọi là cái tính cố chấp. Cố chấp nghĩa là chúng ta bảo thủ đấy các bạn. Cố chấp thứ nhất là chúng ta hình dung cái này, ở trong thực tế là chúng ta làm cái việc gì đó bản chất mình phải có cái sự kiên định nhất nhất định để chúng ta giải quyết được nó. Chứ còn mình mà thay đổi xoay xoay thì mình cũng rất là khó để mà chúng ta giải quyết vấn đề đúng không? Giống như kiểu đi làm đúng không ạ? Đi làm bạn nào đi làm mà ra trường mà nhảy việc liên tục khó mà thành công, khó mà thành công. Tại vì sao? Tại vì mình chưa có cái đủ thời gian để mình phát triển được. Như vậy thì cần phải có sự kiên định nhất định. Tuy nhiên mình kiên định quá quá mức thì nó trở thành cố chấp. Ví dụ như các bạn mà không, ta sẽ không nhảy việc, ta quyết tâm ta làm ở chỗ này để ta thăng tiến cho bằng được, nhưng mà cái chỗ này là cái chỗ mà thực ra nó không có cái, nó biết cửa, nó không có cách nào để phát triển thêm được hết, mà ta lại cứ ngồi ta quyết tâm thì nó lại trở thành cố chấp, và lúc đó nó hạn chế những cái đổi mới, những cái sáng tạo của chúng ta hình dung vậy đó. Thì ví dụ vậy để các bạn dễ hình dung. Như vậy thì cái tính cố chấp nó thể hiện qua hai cái thứ nhất là gọi là cái tư duy một chiều. Chúng ta chỉ xem xét cái vấn đề ở một khía cạnh mà không chịu nhìn nó ở những cái khía cạnh khác. Đó là cái mà làm cho chúng ta không có được cái nhìn mới. Cái thứ hai là chúng ta sử dụng một ngôn ngữ duy nhất trong lúc chúng ta tư duy. Mình sử dụng ngôn ngữ của kinh doanh thôi, mà không sử dụng ngôn ngữ của tài chính, không sử dụng ngôn ngữ của kỹ thuật, ví dụ vậy, để mình giải quyết vấn đề này. Thì đó là cái hạn chế. Cái rào cản thứ hai về mặt nhận thức đó là cái tính cam kết. Cam kết nghĩa là chúng ta hình dung là chúng ta quá gắn bó với một cái gì đó, commit, nó gọi là cái commitment đó các bạn, commitment, mình quá gắn bó với một cái gì đó. Ví dụ như cái thứ nhất đó là cái rập khuôn với lại cái kinh nghiệm quá khứ. Ta có những cái kinh nghiệm ở trong quá khứ và chúng ta hay thích xách nó ra để chúng ta áp cho cái hiện tại. Như vậy đó là cái cản trở chúng ta trong cái việc chúng ta sáng tạo. Cho nên các bạn thấy là cái người mà nó lớn tuổi người ta khó sáng tạo hơn. Đương nhiên là vẫn có thể được chứ, mà không ta biết ta khắc phục, nhưng mà khó hơn ở chỗ đa số là khó hơn là gì, do quá nhiều kinh nghiệm rồi, cho nên là khi gặp cái vấn đề đó là kinh nghiệm mình đều có trải qua cả rồi, cho nên có xu hướng là gì, áp vô đúng không? Cha mẹ nói với con cái bảo chứ phải nghe đúng không, phải nghe, tại vì cha mẹ đã từng
trải qua hết rồi, và những cái này đã biết trước tương lai, biết trước kết quả rồi. Các bạn mà cãi lại là không được, tại vì là đã trải qua hết rồi, đúng không? Và biết hết rồi. Nhưng mà thực ra thì bây giờ nó có thể nó không giống ngày xưa nữa, nó không giống cái kinh nghiệm của ba mẹ ngày xưa nữa. Điều thứ hai là gì? Bỏ qua cái sự tương đồng. Như vậy thì một cái điểm mà chúng ta nói ở trong cái chương 1 đó, cái người mà tư duy theo kiểu đi vào chi tiết đó, thì nó hạn chế cái sự sáng tạo hơn là cái người mà người ta tư duy theo kiểu mà tìm những cái điểm chung. Mà chỗ mà chúng ta nói chương 1 thì nói về cái định hướng với sự thay đổi đó các bạn, đúng không? Đó là như vậy, chúng ta tư duy và cố gắng tìm ra những cái điểm tương đồng. Đó là cái mà cũng sẽ làm cho chúng ta cải tiến được hơn. Tiếp theo đó là cô đọng ý tưởng. Cô đọng ý tưởng thì đây là gì? Đó là chúng ta không chịu mở rộng cái tầm nhìn, mở rộng cái vấn đề mình ra. Mình tự nhiên mình gói cái vấn đề mình vào trong một chỗ và chúng ta cố gắng giải quyết, trong khi là chúng ta có thể nhìn vấn đề rộng hơn. Thì nói ví dụ như bây giờ một cái vị trí, cái vị trí này có cái cục gôm ở cái đầu cái vị trí, đúng không? Cái vị trí có cái cục gôm. Như vậy thì mình giải quyết vấn đề là làm sao để mà cải tiến được cái cục gôm này cho nó, tại vì nó không bị mòn, như cái này nó mòn bằng vít luôn rồi, mà tại nó dơ, nó bám cái mực vô cái chỉ vô bây giờ. Thì làm sao để cải tiến mà khi mà chúng ta tẩy cái, nhưng mà chúng ta tẩy nó không bị dơ cái tập của mình và nó không bị mòn, như vậy. Như vậy thì chúng ta giải quyết vấn đề và chúng ta cố gắng là mình tự nhiên là mình bó mình trong cái gôm này, đúng không? Bó mình trong cái gôm này để mình tìm cách. Như vậy chúng ta chỉ tìm cách là cái gôm này cho nó cứng hơn, cái gôm này cho nó mềm hơn, cái gôm này cho nó sao đó, nó dài hơn, nó to hơn gì đó, như vậy. Như vậy chúng ta sẽ bó, nó tự bó mình vô cái này. Mà cái vấn đề mà chúng ta thực ra để sáng tạo là gì? Nó gọi là chúng ta phải suy nghĩ ra khỏi cái hộp, đúng không ạ? Think out of the box, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta phải mở rộng hơn. Như vậy thì là mình không, đừng có tự vẽ ra cái vòng tròn, là mình ngồi ở trong cái vòng tròn đó mình không nhúc nhích gì được, mà chúng ta phải xét định rộng hơn. Như vậy thì bản chất ở đây là ta đang muốn nói cái câu chuyện đó là chúng ta bỏ cái chỗ mà ta muốn bỏ cái chỗ mà cái mình viết rồi đi, như vậy. Và như vậy thì người ta có phương án khác, họ đưa ra cái mực để mà bôi, để mà xóa, đúng không? Phải đưa ra những cái cuộn băng keo để mà dán đè lên những cái chữ mình đã viết, ví dụ vậy. Thì nó cũng giải quyết, thực ra bản chất nó là gì? Mục tiêu mà mình đang là giải quyết câu chuyện đó là mình đang muốn bỏ những cái gì mình đã viết đi và mình viết lại cái mới, thế thôi. Như vậy thì mình nó sẽ làm cho chúng ta có cái đồng hơn. Thực tế là chúng ta hay bị cô đọng đó, mình hay bị cái vấn đề nó bó mình, nó trói mình, và như vậy nó làm giảm cái sự sáng tạo của chúng ta. Và cái thứ tư đó là cái tính tự mãn. Cái tính tự mãn này là gì các bạn? Đó là chúng ta cảm thấy đủ rồi, nếu mà là không tò mò đó. Không tò mò nghĩa là mình không có nhu cầu tìm kiếm thêm thông tin nữa. Mình nghĩ rằng mình có cái thông tin như thế này là mình đủ rồi, mình không có nhu cầu tìm kiếm thêm. Nhưng mà biết đâu là chúng ta không có đủ thông tin, mình chưa đủ thông tin, mình nghĩ là mình đủ rồi, hay là mình không lời suy nghĩ, mình nghĩ là như vậy, ta nghĩ được cái giải pháp như vậy là ok rồi, cái đánh giá của ta như vậy là ok, là mình là biến suy nghĩ thêm, là biến tìm hiểu thêm. Thì đó là cái mà cũng cản trở cái sự sáng tạo của chúng ta. Đó là những cái rào cản để mà nhận thức mà chúng ta cần phải bỏ để chúng ta có được cái sự sáng tạo. Đây còn mấy cái ví dụ các bạn, để các bạn suy nghĩ xem là cái khá bỏ cái rào cản. Đây là cái ví dụ này đi. Rồi, như vậy các bạn hình dung đây là cái bài toán mà di chuyển que diêm thôi, đúng không? Di chuyển cái quay diêm. Như vậy đề tài đặt ra đó là các bạn chỉ được di chuyển một cái que diêm và làm sao để cho hai vế bằng nhau,
Như là cái dấu bằng này là không thêm, dấu bằng này là không được đụng vô ha. Đây là đẳng thức mà, dấu bằng. Như vậy thì các bạn di chuyển là cái que diêm bên đây hoặc bên đây, là làm sao đó để cho hai cái vế của cái đẳng thức này nó bằng nhau. À, như vậy thì đó là cái bài toán. Bạn nào có cái giải pháp không, mời các bạn cho giải pháp này. Ai có giải pháp phát biểu nha. Em Rồi, mời bạn nào phát biểu đi. Bạn nào? nếu nói về trong tình huống này thì em sẽ lấy một thành em để lên dấu bằng, Gì à? để là dấu khác thôi. Không, không được, đây là đẳng thức bằng nhau mà. Để cho hai vế bằng nhau mà, để yêu cầu thì hãy làm cho hai vế bằng nhau mà. Chứ để dấu khác thì đâu phải là cái đẳng, đâu có nói là cái về mặt đẳng thức nó đúng các bạn, nhưng mà đây là đang yêu cầu là để cho hai vế bằng nhau. Đấy, cũng đó là một cái nhìn của bạn Lâm, một cái nhìn mới đúng không ạ? Đó là một cái. Rồi mời các bạn khác. Rồi, suy nghĩ chút xíu để cho nó đỡ buồn ngủ. Sao bao nhiêu cái đầu óc thông minh nha. Sao có bạn nào nữa không? Và nếu không là mình đang bị rào cản nhận thức cái đó, mình đang bị rào cản nhận thức. Đây là cái bài check xem là chúng ta có bị cái rào cản về nhận thức không. Và đây là gợi ý các bạn luôn, thì đang để cái ví dụ ở trên là ví dụ về suy nghĩ một ngôn ngữ, nghĩa đây là gì, đang là bị cái rào cản về tính cố chấp đó, cái tính kiên định quá mức. Cố gắng đi đọc suy nghĩ bằng ngôn ngữ khác. Có bạn trả lời trong bốc chat rồi. Tại sao bật mic lên nói các bạn? Bật mic máy tính phát biểu nha. Rồi thì bạn bạn Đức Việt đưa giải pháp đó là gì, đó là căn bậc hai của một bằng một đúng không ạ? Căn bậc hai của một bằng một. À, nghĩa là gì, nghĩa là ta đưa một cái cây này lên mình để nó trên đây thành dấu căn đúng không, căn của một bằng một, rất là đúng đúng không ạ, rất là đúng đó. Rất đúng, nhưng mà cái giải pháp của bạn Đức Việt là đúng đấy đúng không ạ. À, như vậy thì ở đây là chúng, nếu chúng ta suy nghĩ bằng chữ La Mã thì nó sẽ không ra đúng không, nhưng mà chúng ta suy nghĩ tư duy bằng cái số thập phân. À, thì chúng ta suy nghĩ được như vậy. Đây là cái ví dụ về cái tư duy một ngôn ngữ. Tiếp theo bài toán khó hơn, đây là cái bốn cái quyển sách mà xếp theo thứ tự là từ 1 2 3 4 thì đánh số luôn rồi nha, từ 1 2 4. Đề bài ra là gì, trang bìa, nghĩa là cái quyển sách này nó có hai cái bìa đúng không, thì mỗi một cái bìa nó dày là 1/6 cm. Bìa quyển sách này bị dày lắm á, 1/6 cm. Rồi tiếp theo là các cái trang bên trong của mỗi quyển sách dày 5 cm, nghĩa là trừ hai cái bìa ra thì những cái trang bên trong đó nó dày tổng lại nó dày 5 cm. Rồi bây giờ mình giả sử là một con mối nó ăn từ trang đầu của quyển thứ nhất đến trang cuối của quyển thứ tư. Và đây là mình giả định là con mối nó ăn theo đường thẳng nha. À, đó là khoảng một công mình nghĩ là ngoài đúng không ạ, con mối này nó đi theo đường thẳng
Nó ăn từ trang đầu của quyển thứ nhất à, đến trang cuối của quyển thứ tư. Hỏi con mối này nó đi được một đoạn đường bao nhiêu cm? Thế à? Mười một cm thôi. Bao nhiêu ạ? Bao nhiêu bạn nào vừa nói là bao nhiêu? 11. 11. Tại sao lại là 11? Giải thích. 11. Sao ạ? Giải thích giùm thầy xem là tại sao là 11 nào? Nhìn theo cái hình thì nó đi từ trang đầu quyển thứ nhất tới trang cuối quyển thứ tư. Thì tức là nó chỉ đi ngang qua cuốn 2, cuốn 3 thôi. Chắc là thứ hai cũng là cuốn 2, cuốn 3 thôi. Trang đầu quyển thứ nhất mà. Trang đầu quyển thứ nhất là nằm sát cuốn thứ hai luôn thôi. Rồi trang cuối quyển thứ tư, phải đi qua quyển thứ tư chứ. Trang cuối quyển thứ tư cũng nằm sát trang thứ ba. Trang cuối quyển thứ tư cũng nằm sát quyển thứ ba luôn. Rồi như vậy thì bạn Lâm hả, đúng không ạ? Bạn Lâm. Rồi ý giải thích của bạn Lâm có hợp lý không ạ? Ở trong lớp giải thích của bạn Lâm có hợp lý không? À, cho thầy cái comment thì xem là bạn Lâm giải thích như vậy có hợp lý không? Giải thích của bạn Lâm là đúng rồi đấy, đúng không ạ? Đúng rồi đấy. Cái quyển sách mà khi mà mình dựng như thế này đúng không? Thì chúng ta hình dung nó là cái trang đầu của quyển thứ nhất. Cái trang đầu tiên đó, nó sẽ nằm ở ngay sát cái bìa ở là chỗ này. Sát cái bìa ở sát cái quyển số 2 đó. Và cái trang cuối của quyển thứ tư đó là cái trang cuối cùng của quyển thứ tư, nó sẽ nằm sát là cái bìa của cái bìa giáp ở quyển thứ ba. Và như vậy thực chất là con mối nó sẽ đi qua hai cái quyển sách và nó ăn 6 cái bìa. Đúng không? Ăn 6 cái bìa quyển thứ nhất, bìa quyển hai cái bìa của quyển thứ hai, hai bìa quyển thứ ba và một cái bìa của quyển thứ tư. Đúng không? Và đi qua hai quyển sách là quyển 2, quyển 3. À, như vậy 6 cái bìa là 1 cm cộng với là hai quyển sách tức là mỗi quyển 2 5 cm tức là 10 là 11, đúng không ạ? Như vậy thì đáp án chúng ta là 11 cm. Nhưng mà lần là về chính xác rồi đấy, đúng không? Rất nhiều người sẽ đưa ra đáp án là 21. Tại vì mình sẽ rất dễ bị nhầm lẫn bằng cái trang đầu là ở tốt ở cái mé bên bên ngoài của quyển thứ nhất này. Đó, rất dễ bị nhầm lẫn cái đó. Đúng không? Và cái trang cuối của quyển thứ tư là nó ở cái mé bên ngoài của quyển thứ tư, mình dễ bị nhầm lẫn cái đó. Thì đó là cái mà chúng ta chia sẻ cho các bạn chờ thêm một phút nha.
Rồi, chúng ta tiếp tục ha. Thì đó là cái ví dụ chúng ta nói về cái làm phá vỡ cái rào cản nhận thức của mình. Đây là mình hay bị cái rập khuôn ở trong cái đầu mình, cái kinh nghiệm của mình á, rập khuôn, và nó áp vô cho chúng ta nhận đến chúng ta bị sai lầm. À, chúng ta không có được cái nhìn chính xác về cái vấn đề của mình cần giải quyết. Rồi cái này thì các bạn dễ hình dung rồi, đúng không? Cái này thì ở đây là cái trường hợp là yêu cầu là chúng ta không không nhất viết, chúng ta dùng vẽ bốn cái đường thẳng và đi qua chín cái điểm này. À, thì như vậy thì cái phương án của chúng ta sẽ là đơn giản như thế này thôi, đúng không? Này để khỏi mất thời gian các bạn, đúng không ạ? Bắt đầu từ cái này, đúng không? Vẽ lên đây, mà đừng có vẽ đây, vẽ lòi lên đây. Sau này chéo xuống đây. Đây này, vẽ lên đây và vẽ xuống đây, và chúng ta sẽ bốn đường thẳng và chúng ta vẽ qua được chín cái điểm này. À, thì trong cái trường hợp ví dụ này đó là gì, gọi là cô đọng ý tưởng, chúng ta tự vẽ cái ràng buộc cho mình. Nếu như chúng ta tự vẽ ràng, chúng ta cố gắng mình vẽ trong cái phạm vi của mấy cái này, thì chúng ta không khi nào mà chúng ta có thể vẽ bốn đường thẳng mà nó ra qua hết chín cái điểm này hết, đúng không? Nhưng mà chúng ta đâu có ai cấm mình vẽ lòi ra bên ngoài đâu. Từ đây mình vẽ lòi ra ngoài này, và thêm tính đây chúng ta lại xéo xuống đây được, xéo xuống đây, đúng không? Xéo đây ba được, bốn được, thì qua hết chín cái đường thẳng luôn, đúng không? Và như vậy chúng ta thấy là chín cái điểm này, đó như vậy đó là cái mà chúng ta không bị cái ràng buộc, đừng có để nó ràng buộc. Đây, như đây này vẽ các bạn. 1, 2, 3, 4, đúng không? Đó, qua bốn đường mà không nhân viên một nét một. Thì đó là cái ví dụ về cái cô đọng ý tưởng. Rồi cái tính tự mãn, ví dụ về cái tính tự mãn này các bạn, ví dụ như là một cái ông sếp đi ngang qua phòng của người trợ lý của mình đang làm việc và thấy người ta đang ngồi dựa lưng vào ghế nhìn ra ngoài cửa sổ. 30 phút sau thì cái ông sếp này cũng đi ngang qua cái phòng của người trợ lý và cũng thấy anh ta vẫn đang ngồi dựa lưng vào ghế nhìn ra cửa sổ. Như vậy thì ông sếp sẽ kết luận thế nào? Kết luận như vậy thì nãy giờ nửa tiếng đồng hồ cái anh trợ lý này nãy giờ ngồi toàn ngồi ngắm cảnh thôi, không có làm việc. Như vậy thực tế có phải như thế không? Chưa chắc, biết đâu nó chỉ là hai lần, biết đâu chỉ là hai lần trùng hợp ngẫu nhiên. Khi cái anh này anh làm, anh mỏi mắt quá anh nhìn ra ngoài để anh thư giãn một tí để anh làm tiếp, mà hai lần thì sếp đều nhìn thấy cả, đúng không? Thì như vậy đó là cái, nếu như mà cái người sếp này mà suy nghĩ ở trong đầu để áp đặt cho cái anh trợ lý mình, cái người trợ lý mình như vậy thì có thể sẽ bị là sai lầm và tự mãn dựa trên cái thông tin là hai lần ta nhìn thấy, đúng không ạ? 30 phút trước và bây giờ đều thấy cả, thì như vậy là kết luận luôn, thì như vậy có thể sai lầm, nhưng mà phải tìm hiểu thêm kỹ thêm. À, thì đó là cái gọi là cái sai lầm của cái tính tự mãn, khi chúng ta tự cho rằng cái thông tin mình có là đủ rồi, kiến thức mình có là đủ rồi, ta không cần phải tìm thêm nữa, thì dẫn đến chúng ta có thể bị sai lầm. À, như vậy thì chúng ta cần phải cố gắng làm sao để mà chúng ta phá vỡ cái rào cản cái nhận thức bằng cách đó là cái gì, đúng không? Bằng cách là tập để chúng ta khắc phục những cái trở ngại mà hồi nãy đó, đúng không? Trở ngại suy nghĩ cố chấp quá mức cũng không được, đúng không? Đó, rồi chúng ta phải suy nghĩ theo nhiều cái cách khác nhau, đúng không? Đa dạng, thì lúc đó chúng ta khắc phục nó, chúng ta có thể giải quyết được. Và để chúng ta có thể giải quyết vấn đề sáng tạo thì các bạn có một số kỹ năng như thế này để chúng ta giải quyết. Kỹ năng thứ nhất đó là nâng cao cái nhóm thứ nhất là cái kỹ năng để chúng ta nâng cao cái khả năng xác định vấn đề, nâng cao khả năng xác định vấn đề,
đây là gì? Cái kỹ thuật đó là chuyển cái điều xa lạ thành quen thuộc và ngược lại. Thì kỹ năng như thế này các bạn, nghĩa là có những vấn đề mà mình không biết, nó xa lạ với mình. Như vậy chúng ta suy nghĩ ở trên cái miền xa lạ đó, nó sẽ khó để chúng ta hiểu nó. Như vậy thì mình kéo nó về những cái miền nào mà mình quen thuộc để chúng ta tư duy. Rồi sau đó mình đặt vấn đề ngược lại là như vậy thì với cái miền quen thuộc này thì khi nào thì nó giống cái xa lạ đó. À, để mà tư duy. Thì ví dụ bây giờ các bạn đi làm, các bạn được giao nhiệm vụ là viết một cái kịch bản quảng cáo. Cái này rất thực tế, các bạn viết một kịch bản quảng cáo, quảng cáo sữa cho trẻ em, để mà làm sao khi trẻ em xem cái quảng cáo đó nó thích uống sữa. Đó, trẻ em thì bây giờ nhiều trẻ em bây giờ làm biếng uống sữa lắm, đúng không? Cái nhỏ nhỏ làm biếng uống sữa, nhìn thấy sữa, nhiều đứa nhìn thấy sữa bắt đầu nó ủa. À, cha mẹ mà cho uống sữa là cả một cái vấn đề. Nhìn thấy sữa là bắt đầu nó muốn nó không muốn uống à, ngán nó không muốn uống à. À, như vậy thì các bạn phải viết những quảng cáo làm sao để cho nó hấp dẫn, nó xem thích. Như vậy thì trẻ em mà những đứa nó biết nói rồi mà hỏi thì nhiều khi mấy em bé nó cũng không nói là chính xác. Thứ hai là có những em bé giờ mình không hỏi được, chưa biết nói, hay là nó không trình bày cái ý tưởng của nó một cái rõ ràng. À, như vậy thì phải sao? Như vậy thì mình giờ mình suy nghĩ ở trên trẻ em, nhưng mà mình không phải trẻ em thì mình không thể suy nghĩ được, mình không thể hiểu trẻ em nó như thế nào được, mình không phải là cái người, đúng không? Như vậy thì mình chuyển cái miền xa lạ nó, thay vì mình suy nghĩ xem trẻ em tại sao như thế thì bây giờ mình đặt người kia lại là như vậy. Thì đặt người kia lại với mình, à, với người lớn mình là với mình nè. Như vậy thì khi nào thì mình cảm thấy mình ngán uống sữa? À, như vậy thì trẻ em với mình là giống nhau. À, nhưng mà như vậy trẻ em chuyển sang về người lớn cho nó gần gần giống đấy, đúng không? Rồi mình đặt ngược, như vậy thì chuyển về cho người lớn là chuyển cái xa lạ thành quen thuộc, và chuyển cái quen thuộc thành xa lạ đó là gì? Với người lớn, như vậy thì khi nào thì người lớn lại ngán uống sữa giống như trẻ em? À, như vậy thì mình có thể mình sẽ đặt ra một số cái giả thuyết. Nếu như là bị ép uống nhiều quá mà bắt uống nữa thì mình ngán, mình không muốn uống nữa, như vậy. Hay là ngày nào cũng uống một cái loại sữa như nhau thế mình chán. Như vậy thì mình nghĩ trẻ em nó cũng có thể như thế. Và như vậy thì thông qua việc chúng ta tư duy theo cái kiểu đó thì nó giúp chúng ta có thể xác định cái vấn đề tốt hơn. Các bạn lưu ý là xác định vấn đề là gì, là xác định cái triệu chứng và tìm ra nguyên nhân của cái triệu chứng, là cái bước số 1 để xác định vấn đề đấy các bạn. Như vậy thì làm sao để chúng ta xác định được cái nguyên nhân cho chính xác? Bản chất là làm sao xác định nguyên nhân cho chính xác? Như vậy thì một kỹ năng đầu tiên để giúp ta xác định nguyên nhân đó là chuyển điều xa lạ thành quen thuộc và ngược lại. Cái thứ hai, kỹ thuật thứ hai đó là mở rộng vấn đề. Mở rộng vấn đề đây là gì? Nghĩa là khi các bạn gặp một vấn đề, các bạn xác định nguyên nhân thì các bạn phải đưa ra càng nhiều giả thuyết về nguyên nhân càng tốt. Tránh cái trường hợp là chúng ta chỉ có một nguyên nhân duy nhất hay là hai cái nguyên nhân duy nhất. Thường mình hay bị cái đó các bạn, nghĩa là nguyên nhân là chúng ta đưa ra là nó theo cái thói quen, theo kinh nghiệm, và như vậy mình hay đưa mình áp đặt cái nguyên nhân đó luôn. Và chúng ta phải đặt ra các nguyên nhân có thể có đưa ra. Như vậy thì một cái người mà người ta làm không đạt cái mục tiêu của công ty, như vậy nguyên nhân có thể có là cái gì? Có thể năng lực người ta chưa đáp ứng, đó là một nguyên nhân mình phải đưa ra nhiều. Nguyên nhân thứ hai là cái gì? Nguyên nhân thứ hai là công ty hỗ trợ họ chưa tốt. Nguyên nhân thứ ba là gì? Nguyên nhân thứ ba là do ảnh hưởng của thị trường, của môi trường làm việc dẫn đến là nó ảnh hưởng. Nguyên nhân thứ tư là cái gì? Nguyên nhân thứ tư là các chính sách động viên của mình nó không phù hợp dẫn đến người ta không có động lực làm việc. Nguyên nhân thứ năm là gì?
mình giao công việc không đúng người, nguyên nhân thứ sáu là gì đúng không ạ? Như vậy chúng ta cố gắng đưa ra càng nhiều nguyên nhân càng tốt, để lúc đó chúng ta mới cân nhắc xem cái nào là cái nguyên nhân phù hợp nhất. Các bạn hình dung không? Mở rộng vấn đề là như vậy. Rồi mình suy nghĩ theo nhiều cách khác nhau nữa, suy nghĩ theo nhiều cách, đặt những câu hỏi như giả sử như là có gì khác không, đúng không ạ? Mình đặt thêm những câu hỏi giả sử như vậy, nguyên nhân như vậy là còn gì khác, còn nguyên nhân nào khác không, đặt câu hỏi ra, đúng không? Kinh nghiệm quá khứ có những cái nào giống thế này, chúng ta cũng có thể đưa ra vào để mình liệt kê vô cho nó nhiều để chúng ta cân nhắc. Rồi tiếp theo, một cái thứ ba đó là đảo ngược vấn đề. Đảo ngược vấn đề, đảo ngược vấn đề đây là cái gì? Nghĩa là chúng ta có thể đặt ngược lại như vậy. Bây giờ mình không giải quyết thì sao? Thì nói ví dụ như vậy, một cái chuyện vấn đề như thế. Như vậy thì COVID, quay trở lại COVID để lại nóng. Như vậy thì COVID bây giờ vấn đề là COVID đang lây lan ngoài trong cộng đồng rất là nhiều rồi, đang lây lan nhiều. Bây giờ đặt vấn đề là gì? Ta không giải quyết thì sao? Mình có thể đặt vấn đề ngược trở lại như vậy, không giải quyết thì sao? Không giải quyết thì nó lây lan cho đến lúc đạt khoảng cái chừng 70% dân số đều bị nhiễm COVID hết, lúc đó nó đạt miễn dịch cộng đồng. Mà không, nghĩa là người ta bị rồi ta bị lại. Nếu mà đạt miễn dịch cộng đồng khi mà cái số lượng dân số người ta lây lan đủ lớn. Và thực ra có một số quốc gia lúc trước là người ta làm cái phương án đó các bạn, ở cái đợt nhiễm đầu tiên, ví dụ là Thụy Điển đầu tiên là Anh, họ cũng dự kiến họ làm như vậy để đạt cái chuyện lây lan, nó đạt cái gì cộng đồng. Thụy Điển, các quốc gia châu Âu, một số nước như Thụy Điển, Đan Mạch, Thụy Sĩ, là họ họ tính theo cái phương án là cứ để cho nó lây lan, họ chỉ hạn chế cái tử vong thôi, có nghĩa là họ chuẩn bị cái điều kiện y tế, chăm sóc y tế để mà những người nào bị nặng đó thì giải quyết cho họ, còn bị nhẹ mà lướt qua thì không sao. Và thông qua như vậy thì một thời gian đó là nó lây nhiễm nhiều, là bắt đầu là mọi người đạt được cái sự miễn dịch, có được sự miễn dịch và miễn dịch cộng đồng. Thì đầu tiên người ta tính làm như vậy đó, nhưng về sau là như ở Anh chẳng hạn, Anh là do cái ông một cái chuyên gia rất là nổi tiếng về mặt y tế. Ông đưa ra cái cảnh báo nếu như anh mà để thả cửa kiểu đó thì sẽ có khoảng tầm 500.000 người bị chết. Nên anh sợ quá, chứ anh sợ quá bắt đầu mới giãn cách. Rồi giãn cách. Rồi Thụy Điển đúng không ạ? Thụy Điển là sau khi mà bắt đầu họ thả một thời gian, bắt đầu họ cũng sợ. Họ thấy cái tình hình này tử vong cũng cao, nên họ cũng ngán, họ cũng bắt đầu là phải ràng buộc hơn như vậy. Như vậy thì nhưng mà khi giải quyết vấn đề, người ta cũng có thể đặt những cái vấn đề ngược lại như thế các bạn, đặt cái vấn đề ngược lại như vậy, là đó là một cách để giúp chúng ta có thể nâng cao khả năng chúng ta xác định cái vấn đề lên, đúng không? Đó là cái ba cái kỹ năng để chúng ta có thể giúp chúng ta nâng cao khả năng xác định vấn đề, là cái bước số 1. Tiếp theo là kỹ năng để giúp chúng ta tạo ra nhiều phương án. Như vậy cái bước số 5 đó các bạn, là bước mà mình xác định các phương án. Đây là thầy đang nói là cái bước trong 9 bước của Kipner và Chagot đó. Thì bước số 5 là tạo ra nhiều phương án. Như vậy để chúng ta có được cái giải pháp sáng tạo đó thì chúng ta phải cố gắng tìm ra càng nhiều phương án càng tốt để chúng ta lựa chọn. Lúc đó chúng ta sẽ có nhiều cái ý tưởng, có cơ hội để có những cái phương án sáng tạo hơn, thay vì mình chỉ có hơi hữu hạn một số cái phương án thôi. Chúng ta sẽ có càng nhiều để chúng ta lựa chọn sẽ tốt hơn. Như vậy cái giải pháp thứ nhất đó là gì? Đó là dùng brainstorming, phương pháp tư duy động não đó, đúng không ạ? Phương pháp này thì các bạn cũng đã quen thuộc rồi. Nhưng mà lưu ý các bạn mấy cái điểm khi dùng phương pháp tư duy brainstorming này. Brainstorm thì các bạn hình dung là số lượng là ưu tiên chứ không phải là chất lượng. Có nghĩa là
mục tiêu là kiếm càng nhiều phương án càng tốt, và phương án đó là hay dở tính sau, nên các bạn phải ưu tiên số lượng. Và để ưu tiên số lượng có nhiều phương án thì thứ nhất là chúng ta không được phê bình đánh giá các cái ý tưởng đưa ra để nó không bị hạn chế mọi người. Thứ hai là gì? Thứ hai là khuyến khích những cái ý tưởng mà nó điên rồ, crazy, điên rồ, mới lạ, khuyến khích. Tại vì có khi đó mới là những cái ý tưởng mà có thể giúp chúng ta sáng tạo. Và thứ ba là các bạn xây dựng ý tưởng, có nghĩa là dựa trên khi mà brainstorm, đặc biệt là brainstorm nhiều người, thì như vậy từ ý tưởng của người này nó lại gợi mở cho ý tưởng của người khác, đã gợi mở và như vậy giúp chúng ta có một cái sự kết nối để có ý tưởng tốt. Và càng nhiều cố gắng, nhiều người đóng góp thì nó sẽ có càng nhiều ý tưởng. Đó là brainstorming, mục tiêu là có càng nhiều cái ý tưởng càng tốt. Cái thứ hai đó là phương pháp chia nhỏ vấn đề. Chia nhỏ là chúng ta chia nó một bài toán mình ghép nó lại và thành nhiều các cái cách. Nói ví dụ bài toán của chúng ta là gì? Bài toán để chúng ta cải tiến cái điện thoại smartphone, cái điện thoại của mình là cải tiến cái điện thoại. Bài toán như thế. Như vậy ta chia nhỏ ra. Để cải tiến cái điện thoại chúng ta có thể cải tiến A, đó là cải tiến màu sắc. B là cải tiến kiểu dáng. C là cải tiến về trọng lượng. D là cải tiến phần mềm. Nói như vậy, nó còn nhiều nhiều nữa. Như vậy chúng ta bắt đầu chúng ta chia nhỏ ra. Như vậy thì cải tiến đầu tiên là mình nói cải tiến như vậy, cải tiến điện thoại chúng ta có bốn phương án lớn, đó là gì? Cải tiến màu sắc, cải tiến đúng không ạ, kiểu dáng, cải tiến trọng lượng, cải tiến phần mềm. Rồi tiếp theo cải tiến màu sắc, ta sẽ có các cái phương án, đó là màu ở màn hình giao diện, màu sắc ở của ốp điện thoại, màu sắc của tai nghe, màu sắc của gì đó, ta lại chia nhỏ ra. Rồi tiếp theo như vậy, như vậy các bạn thấy là với cái việc mà chúng ta chia nhỏ ra như vậy đó thì chúng ta sẽ có rất là nhiều các phương án để chúng ta chọn. Và bản chất là gì? Vẫn làm sao có nhiều phương án tốt. Rồi ta sẽ có rất là nhiều phương án. Bạn nhớ không? Với cách tư duy như thế, ta có rất là nhiều phương án để ta lựa chọn. Và cái cách thứ ba, đó là kết hợp các yếu tố không liên quan. Như là mình kết hợp các cái chủ đề, ngẫu nhiên các cái chủ đề không liên quan, để chúng ta đưa ra phương án. Ở trong cái ví dụ này là cái ví dụ các bạn hình dung. Ví dụ như vấn đề là gì? Khách hàng không hài lòng về cách phục vụ của nhà hàng. Như vậy thì nó có hai cái chủ đề ở trong đây, là khách hàng là một cái chủ đề, thứ hai là cái sự phục vụ là một cái chủ thể nữa. Đó. Rồi chúng ta có thể thêm một yếu tố là hài lòng với. Và như vậy ta kết hợp ngẫu nhiên những cái yếu tố này với nhau. Ví dụ như khách hàng giao tiếp với nhân viên phục vụ, mình kết hợp ngẫu nhiên thôi. Khách hàng phục vụ các khách hàng khác, khách hàng và nhân viên phục vụ cùng làm việc với nhau để giải quyết cái chuyện mà khách hàng cảm thấy không hài lòng với cách phục vụ của nhà hàng đó. Thì như vậy thì ta dùng ra có nhiều giải pháp và để một cách là để kết hợp ngẫu nhiên đó. Rồi các nhóm khách hàng giúp cải thiện dịch vụ phục vụ, thay đổi địa điểm phục vụ, chuẩn bị việc phục vụ trước khi khách hàng đến, sử dụng khách hàng để cung cấp thêm dịch vụ phục vụ, đem đến cho khách hàng sự phục vụ kịp thời, vân vân. Chúng ta rất là nhiều như vậy, chúng ta có rất là nhiều các phương án để ta suy tính để giải quyết cái câu chuyện này. Và mục tiêu là, ta nhắc lại là mục tiêu là tìm ra càng nhiều phương án càng tốt để chúng ta lựa. Đó là chúng ta nói về. Ngoài ra thì có những cái cách khác, trí tuệ năng khác, như là cái kỹ năng về 6 chiếc mũ tư duy các bạn. Chúng ta cũng có thể sử dụng những cái phương pháp 6 chiếc mũ tư duy để chúng ta có được nhiều các cái phương án. Nó có nhiều cái kỹ thuật lắm, nhưng cái đây là kỹ thuật về sáng tạo, các bạn tìm hiểu thêm có rất là nhiều các kỹ năng sáng tạo. Đó là cái
cách để chúng ta có được nhiều. À, rồi tiếp theo, như vậy thì để chúng ta có thể giải quyết vấn đề đó một cách mà tốt thì có một số cái gợi ý để các bạn có thể làm tập để chúng ta làm cho nó quen. Thứ nhất đó là để chúng ta có sự sáng tạo ha, các bạn phải có thời gian thư giãn, không để nó quá áp lực. Khi áp lực là mình, chúng ta hay có xu hướng là mình phải giải quyết theo những cái thói quen, theo lối mòn. Mình muốn mới mình phải cố gắng phải có tạo ra cái sự thư giãn, và thỉnh thoảng các bạn phải bỏ những thói quen. Cái này quan trọng các bạn, để nó tập cho chúng ta cái sự thay đổi. Các bạn cứ nghiệm lại mà xem, trong một ngày các bạn hành động, các hành động của các bạn cứ nghiệm lại xem, nó sẽ gần gần đi theo một cái lối mòn, gần như vậy. Các bạn nghiệm lại. Như vậy thì mình phải thay đổi đi, chủ ích thay đổi đi. Hay là ví dụ các bạn ngày nào, các bạn ngày bây giờ các bạn ở nhà, nhưng mà các bạn thường đi học, các bạn cũng để ý là các bạn đi học đến trường, các bạn sẽ đi theo một con đường mà mình hay đi. Các bạn để ý, các bạn sẽ đi theo con đường mà mình hay đi. Đó. Và ngày nào đó các bạn không chạy xe máy mà các bạn kêu Grab, Grabbike hay là GoViet, người ta chở các bạn đi, các bạn, người ta đi đường khác, các bạn sẽ cảm thấy rất là khó chịu. Và các bạn muốn người ta đi con đường mà hàng ngày các bạn vẫn đi. Chứ chắc cái con đường các bạn vẫn đi đó là mấy cái ông Grab, ông bảo chứ. Nhiều khi thầy đi mà người ta chở đi như vậy, thầy đi phải đi đường này chứ. Mà không, bản đồ đi đường này nó gần hơn. Nhưng mà mình vẫn đi cái mình nghĩ là cái đường mà mình đi hàng ngày đó là cái nha, tốt nhất. À, đó là cái thói quen mà chúng ta có thể bị, đúng không? Mình có thể gặp. Cái gì đấy bạn Thuận? Alo. Alo. Thuận ơi, Hiếu với Thuận nhỉ? Ừ. Sao có chuyện gì đấy? À bạn. Tự nhiên nói từ có chịu không, không biết là cái gì. Không, mic của bạn mới chưa bật được hay sao vậy? Không bật mic ạ. Thì đó là cái mà mình hay theo cái thói quen của mình. Nhiều khi nó chưa chắc nó là cái phương án tốt, nhưng mà mình như vậy chúng ta tập, như vậy thì để chúng ta có sự sáng tạo tốt đó, các bạn phải tập thay bỏ những thói quen, tháo bỏ những thói quen hàng ngày của mình đi, thì để giúp cho chúng ta dễ dàng trong việc chúng ta thay đổi. Rồi các bạn cũng có thể, để chúng ta có được những cái sáng tạo đó, các bạn phải cũng có thể tìm những không gian để các bạn suy nghĩ về các cái ý tưởng mới của mình. À, thì cái này thì thường là các bạn, các cái nhà quản trị đó, thì thường người ta hay dành cái cuối tuần để người ta tĩnh lại. Tại vì trong một tuần đó, các bạn làm việc thì bị áp lực công việc, nó bị khách hàng thúc đẩy, đối tác thúc đẩy, nhân viên thúc đẩy các thứ, chúng ta không có thời gian để chúng ta ngồi mà chúng ta suy nghĩ những cái mới đâu. Mình bị cái công việc nó đẩy hàng ngày đi, mình rất là khó để mình suy nghĩ những cái mới. Như vậy thì để chúng ta có thể làm đó là gì, chúng ta thường người ta hay dành cuối tuần tĩnh lặng lại, gạt những công việc hàng ngày đi, gác nó lại và bắt đầu suy nghĩ về những cái giải pháp mới. Các bạn mà đọc cái thói quen như của ông Bill Gates chẳng hạn, các bạn, đó là thói quen hàng gì cuối tuần, đó là cái thời gian nó suy nghĩ cho những cái ý tưởng mới, và đến cái ngày cuối tuần đó là ông bắt đầu suy nghĩ và làm gì nữa, ông làm tiếp theo là gì, ông gửi cái thư những cái suy nghĩ đó cho mọi người. Và đó chính là gì, cái khuyến khích thứ ba đó là chúng ta cần phải trao đổi cái ý tưởng của mình cho mọi người chia sẻ, chúng ta chia sẻ ý tưởng của mình với những người khác. Thì ông biết là ông thường là ông dành thời gian, nghĩa là một cái ngày, một tuần làm việc của ông rất là phức tạp, thời gian rất là nhiều rồi, nên thời gian để ông nghĩ những cái mới, và kìa ông tiếp với chóp nghĩ cái mới là cuối tuần, chúng ta dành thời gian tĩnh lại, bắt đầu người ta nghĩ những cái ý tưởng mới cho cái định hướng mới của mình. Và ông Bill Gates là ông
cuối cái ngày chủ nhật đó là cái ngày ông gửi những ý tưởng đó cho các thuộc cấp của ông, những người cấp dưới của ông. Và những người cấp dưới này đi qua tuần đi làm bắt đầu là sẽ thảo luận về những cái ý tưởng của ông. Đã. Chúng ta chia sẻ ý tưởng để làm gì các bạn? Để chúng ta được những cái góp ý của người khác, tại vì có những cái mình tưởng mình mới nhưng mà hóa ra là gì? Hóa ra là cái chuyện đó là cái chuyện nó cũ rồi. Như vậy mình phải chia sẻ. Và thứ hai là những cái mới của mình đó có thể cần phải được kiểm chứng, cần phải được đánh giá, cần được cân nhắc. Thì như vậy có những ý kiến khác người ta góp ý cho mình cũng rất là tốt. Chúng ta chia sẻ và chúng ta có thể nhận được những góp ý để mình có thể có những cái ý tưởng mới hơn. Đó, như vậy chúng ta chia sẻ. Chia sẻ là trao đổi với những người khác về cái ý kiến của mình, đúng không ạ? Và các bạn để mà có được cái ý tưởng, chúng ta cũng cần đọc. Cái thói quen đọc là cái thói quen rất là tốt để chúng ta có thêm những cái thông tin, có thêm những cái kiến thức để lúc đó chúng ta có thể hạn chế cái chuyện mà chúng ta bị tự mãn. Mình đọc để mình thêm những cái ý tưởng, thêm những cái thông tin. Và đừng tự giết chết ý tưởng của mình. Có nghĩa là chúng ta có ý tưởng nhưng mà nhiều khi là mình không theo đuổi đến cùng. Mình có ý tưởng xong rồi là cho nó qua. À, như vậy thì có ý tưởng chúng ta phải thử, phải trao đổi rồi phải đem ra thử nghiệm, phải làm thử. Đó. Thì lúc đó nó mới có thể là xác định được là sáng tạo tốt hay không. Vậy đó là cái mà các bạn cần phải chú ý. Như vậy tóm lại đó là cái quy trình giải quyết vấn đề chúng ta. Khi mình gặp vấn đề, đúng không? Thì chúng ta sẽ đánh giá cái vấn đề của chúng ta, đúng không? Xác định vấn đề của mình, xác định nguyên nhân, xác định những ràng buộc, rồi bắt đầu phát biểu lại vấn đề một cách rõ ràng. Rồi sau đó bắt đầu xác định những cái ràng buộc này để chúng ta có thể giải quyết. Giải pháp mình là có thể là gì? Lựa chọn các phương án, rồi đúng không ạ? Và bắt đầu đưa ra cái kế hoạch thực hiện triển khai cái phương án theo kiểu của lý trí. Tuy nhiên thực tế là có những vấn đề mà nó không thể giải quyết được theo phương án cũ, có những vấn đề nó hạn chế về mặt thông tin, chúng ta không thể có để giải quyết, vân vân. Chúng ta có thể giải quyết theo sáng tạo. Sáng tạo đó là gì, đúng không ạ? Đó là để giải quyết được thì chúng ta phải xóa bỏ được những cái rào cản về mặt nhận thức, về tư duy chúng ta, bốn cái đó: cái tính cố chấp, cái sự cam kết, cái cô đọng ý tưởng, cái tính tự mãn phải bỏ đi. Và sau đó thì sử dụng các kỹ năng sáng tạo để chúng ta giải quyết, như là làm cho các kỹ năng để giúp chúng ta xác định vấn đề, các kỹ năng để cải thiện cái việc mà chúng ta đưa ra nhiều phương án. Thì lúc đó chúng ta sẽ có được cách để có thể giải quyết cái vấn đề tốt hơn theo kiểu sáng tạo. Thì đó là những cái nội dung mà về cái học kỹ năng mà giới thiệu với các bạn. Rồi quay trở lại đó là cái bài của các bạn hôm trước. Như vậy thì cái hôm trước các bạn được thầy giao các bạn làm cái bài đánh giá trước đó, khảo sát về khảo sát 3.1, xác định vấn đề, sáng tạo và đổi mới, đúng không? Rồi là tiếp theo là xác định xem là mình sáng tạo như thế nào, 3.2, và 3.3 là cái thang đo về thái độ đổi mới của các bạn là bà khảo sát. Và cách tính điểm như thế này, rồi các bạn so lại ha, ghi chú lại ha. Không còn, chúc các bạn dễ nhìn. Cái khảo sát 3.1 như vậy các bạn có 22 câu, 22 câu. Thì cái câu từ số 1 đến câu số 5 là cái câu mà đánh giá các bạn về cách giải quyết vấn đề theo lý trí. Thì số 1 đến số 5
như vậy đây cũng là nó hỏi các bạn như vậy thì các bạn lưu ý là cái đánh giá trước này nó cũng là cái gợi ý để các bạn nếu mà điểm thấp thì chúng ta khắc phục, đúng không ạ? Luôn xác định rõ vấn đề đó là cái gì, đó như vậy cũng là cái để ta khắc phục. Tôi luôn đưa ra từ hai phương giải pháp trở lên để lựa chọn. Ví dụ vậy, tôi đánh giá các giải pháp dựa trên các cái ảnh hưởng ngắn và dài hạn là mình nhìn thấu đáo từ 1 đến 5. Đó là nói về cái kỹ năng về giải quyết vấn đề theo lý trí. Từ câu 6 cho đến câu 15 là nói về các cái kỹ năng về chúng ta giải quyết vấn đề có tính sáng tạo. À, như vậy các bạn xem đó là chúng ta đã có những kỹ năng giải quyết như thế nào. Quan trọng là các bạn trả lời đúng với các bạn ha, đúng với thực chất của các bạn đó. Nghĩa là cái quan trọng nhất của cái đánh giá kỹ năng này đó là các bạn trả lời trung thực với cái hành động của các bạn, chứ không phải mình trả lời. Đương nhiên là mình đọc ở đây mình thấy mình thích điểm cao, mình cho nó cao vô, phải thực tế là thực tế khi mình gặp những vấn đề đó mình có bao giờ mình bình tĩnh để mình xác định rõ không. À, tiếp theo là từ số 6 đến câu 15. Đó. Tiếp theo là từ câu 16 đến câu 22. Đó là nói về mình có chấp nhận cái đổi mới dễ dàng hay không. À, có đổi mới dễ hay không. À, và các bạn đánh giá các kỹ năng đó. Rồi sau đó các bạn cộng điểm của tất cả các điểm 22 câu này, cộng lại. Và các bạn so với điểm, à, đây là người ta khảo sát là so với lại 500 các bạn sinh viên của trường kinh tế đấy. Nếu các bạn được điểm tổng từ 105 điểm trở lên, các bạn thuộc nhóm 25% những người có điểm cao. Nếu như các bạn được từ 94 cho đến 104 là các bạn thuộc 25 ở nhóm thứ hai. Từ 83 cho đến 93 thuộc 25% cái người ở nhóm thứ ba. Và từ 82 trở xuống là mình thuộc 25% cuối cùng. Và như vậy mình xem và các bạn tự đánh giá xem hiện tại các kỹ năng của mình đang ở mức nào. Và như vậy thì các bạn nhận thức được và dựa trên cái phần mà thầy giới thiệu các bạn về cái kỹ năng giải quyết vấn đề đó, như vậy các bạn sẽ khắc phục dựa vào những câu hỏi người ta hỏi đó, dựa trên những kỹ năng mà thầy giới thiệu đó thì các bạn lập kế hoạch để các bạn khắc phục nó. Kỹ năng là các bạn phải tập thôi, nhưng mà các bạn phải tập thường xuyên thôi, thầy chỉ là giới thiệu về cách thôi, còn các bạn có được kỹ năng đó hay không phải là các bạn phải tập, nhưng mà không tập thì mình không có kỹ năng được, giống như thầy dạy bơi vậy thôi. Vậy bơi thì chỉ các bạn về các cái phương pháp bơi thôi, còn nhiệm vụ các bạn là phải nhảy xuống nước để mà thực hành, đúng không? Còn dạy bơi mà các bạn cứ ngồi trên bờ các bạn học lý thuyết thì thua, à, đến muôn đời các bạn cũng không bơi được, đúng không ạ? Tiếp theo cái khảo sát 3.2 đó là xem 3.2 là các bạn sáng tạo ở mức nào. Ở đây chúng ta có 39 câu, đừng có 39 câu. Cái này nó bị đánh số, nó bị nhầm một câu đấy các bạn, nó có bị nhầm đó, cho nên là nó bị dư một cái câu hỏi này, nó bị dư một cái đó. 2, 3, 4, 5, 6. Cái chỗ này là không phải là câu 6, cái chỗ này là thực ra là nên là bị nhầm, nên là các bạn thấy nó 23 câu, thực ra là 22 câu thôi. Bản chất cái này là nó cho những cái dưới này đó.
Như vậy thì chúng ta có cái khảo sát này, mình sẽ bài như thế nào? Với mỗi câu hãy ghi chữ chữ A vào thích hợp. A là đồng ý, B là không rõ ràng đó, mình phân vân đó, và C là không đồng ý cho mỗi câu này, đúng không? Như vậy thì mỗi câu này các bạn căn cứ vào đó các bạn cho điểm. Đây là cái thang điểm thì cho các bạn. Thang điểm thì cho các bạn. Câu 1 đó, nếu mà các bạn cho A là các bạn được 0 điểm. Cho B các bạn được 1 điểm và cho C các bạn được 2 điểm. Câu 2 cũng vậy. A là 0 điểm, B là 1 điểm và C là 2 điểm. Câu 3 là A được 4 điểm, B là 1 điểm và C là 0 điểm. Theo kịp các bạn, theo kịp để các bạn cho điểm vô cái phần mà các bạn làm rồi đó. Cho điểm vô. Rồi câu 4 á là A là trừ 2 điểm, B là 0 điểm và C là 3 điểm. Câu 5 là A là 2 điểm, B là 1 điểm, C là 0 điểm. Câu 6, A là trừ 1 điểm, B là 0 điểm và C là 3 điểm. Câu 7, A là 3 điểm, B là 0 điểm, C là trừ 1 điểm. Đúng không ạ? Câu 8, A là 0, đúng không ạ? B là 1, C là 2. Câu 9 là A là 3, A 3 điểm, B 0 điểm, C trừ 1. Câu 10, A 1 điểm, B 0 điểm, C 3 điểm. Câu 11, A 4, C, B 1, C 0. Câu 12, A 3, B 0, C trừ 1. Câu 13, A 2, B 1, C 0. Câu 14, A 4, B 0, C trừ 2. Câu 15, tương tự như vậy. Câu 15 là A trừ 1, B 0, C 2. Câu 16, A 2, B 1, C 0. Câu 17, A 0, B 1, C 2. Câu 18, A 3, B 0, C trừ 1. Câu 19, A 0, B 1, C 2. Câu 20, A 0, B 1, C 2. Câu 21, A 0, B 1, C 2 luôn. Câu 22, A 3, B 0, C trừ 1. Câu 23, A 0, B 1, C 2. 24, A trừ 1, B 0, C 2. Câu 25, A 0, B 1, C 3. Câu 26, A trừ 1, B 0, C 2. Câu 27 là A 2, B 1, C 0. Câu 28 là A 2, B 0, C trừ 1. 29 là A0, C1, B2. 30 là A-2, B0, C3. Và 31. Đúng không ạ? 31 đó là A0, B1, C2. 32 là A0, B1, C2. 33. 33 đó là A3, B0, C-1. 34 là A-1, B0, C2. 35 là A0, B1, C2. 36 là A1, B2, C3. 37 là A2, B1, C0. Và 38 là A0, B1, C2. 29 là 39 là A-1, B0, C2. Đó. Như vậy thì cái điểm mà các bạn, cái trả lời của các bạn là chữ, các bạn quy ra điểm. Quy ra điểm theo cái bảng này. Rồi tiếp theo. Tiếp theo là dưới nó có yêu cầu các bạn chọn một số cái từ mà các bạn cảm thấy nó phù hợp nhất. Sau khi trả lời 39 câu rồi, các bạn chọn các cái từ. Trong danh mục sau đây mình chọn ra 10 cái từ, đúng không? 10 từ trong số này thích hợp nhất với cá tính của mình. 10 cái cặp đó các bạn, 10 cái cặp. Ví dụ tỉnh táo, cảnh giác, ví dụ vậy, mình chọn ra 10 cái nhóm này. 10 cái nhóm từ thì đúng hơn, là 10 nhóm từ. Rồi các bạn chọn ra 10 cái, khoanh lại 10 cái.
Sau khi bạn chọn xong thì bạn dò vào cái bảng này nha, khi bạn dò vào bảng này, nếu như các bạn chọn vào những cái nhóm này nè, các bạn sẽ có 2 điểm cho mỗi một cái nhóm này, có cái cụm từ này các bạn sẽ được 2 điểm, nó thuộc ở trong đây, như là nhiều nghị lực, thao vát, dị lập, lập dị, nhiệt thành, năng nổ, uyển chuyển, tinh ý, tự lập, nhạy bén, đổi mới, đòi hỏi nhiều ở mình, kiên nhẫn, tận tụy, can đảm, hiếu kỳ, có nhiệt tâm. Nếu ta chọn những cái cụm từ mình chọn, đây là chọn những cụm từ nó phù hợp với cái tính cách của các bạn. Cho nên các bạn chọn nó thuộc trong nhóm này, các bạn có 2 điểm cho mỗi một cái cụm từ. Nếu các bạn chọn thuộc cái nhóm này, tự tin, tỉ mỉ, cương quyết, bồn chồn, bình dị, tỉnh táo, nhìn xa trông rộng, đầu óc khoáng đạt, thì mỗi một cái nhóm này các bạn chọn mà chúng những từ này đó, các bạn được 1 điểm. Còn những cái còn lại là 0 điểm. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ so sánh cái điểm mình có, các bạn so với cái này. Nếu như các bạn mà có được từ 95 điểm đến 116 điểm là các bạn có cái trí óc sáng tạo rất là tuyệt vời. Từ 95 đến 116. Nếu các bạn từ mức 65 cho đến 94 điểm là các bạn rất là sáng tạo. Từ 40 cho đến 64 là các bạn mức sáng tạo của bạn ở trên trung bình. Từ 20 cho đến 39 là các bạn, cái sự sáng tạo của các bạn là ở trung bình. Từ 10 cho đến 19 là dưới trung bình. Còn nếu mà dưới 10 là không có cái sự sáng tạo. Các bạn tự kiểm tra ha. Và đó cũng là những gợi ý thầy nhắc lại là những cái bài đánh giá trước này cũng là những cái gợi ý để cho các bạn cải thiện đấy. Các bạn phải chịu vào đó, các bạn cải thiện đó. Thầy ơi. Rồi. Dạ, cho em coi lại câu 1, 2, 3, 4, 5. Thì nãy em bị miss hết 3 câu 2, 3, 5. Đây. Dạ. Như vậy về test lại, xem lại và các bạn đưa ra cái biện pháp để các bạn cải thiện. Đúng không? Còn cái kỹ năng, cách thức, hiểu thế nào thì thầy đã giới thiệu. Đó là cái mà để các bạn làm đấy. Rồi, nó là cái nói về đánh giá về cái khả năng sáng tạo của chúng ta. Cái thứ ba là thang đo với cái đổi mới. Như vậy trong cái đánh giá trước này đó, các bạn sẽ trả lời các câu hỏi, đúng không? Các câu hỏi. Một là hầu như không đúng, hai là ít khi đúng, ba là không có ý kiến, bốn là thường đúng, năm là hầu như luôn đúng, và thang đo lên 1 đến 5. Và các bạn trả lời 20 câu hỏi này. Và sau khi trả lời 20 câu hỏi này thì các bạn cho với cái điểm như thế này, cho điểm thế này. Nếu các bạn này cho dễ, nói từ cao đây, nếu các bạn được 97 điểm là các bạn ở trong top 5% những người cao nhất. Cái này số phần trăm số người thấp hơn, có điểm thấp hơn mình đó các bạn. Như vậy thì nếu như mà mình được 97 điểm trở lên đó, là mình sẽ thuộc trong nhóm 5% có điểm cao nhất. Nếu mình 89 điểm thì là mình xong cái số, các bạn trừ 86% cái người thấp nhất là mình trong nhóm 14% cái người cao nhất, đúng không? Rồi 80 điểm là mình ở trong nhóm 32% những người có điểm cao nhất. 71 điểm là trong nhóm 50% có điểm cao hơn, đúng không? 62 điểm là trong nhóm nhóm này là mình trong nhóm mà mình trong cái nhóm thấp, ít hơn mình thì chỉ 33% thấp hơn mình thôi.
mà còn nếu chỉ được 53 điểm là chỉ có 16% người thấp điểm hơn mình thôi, còn nếu 39 điểm là chỉ có 5% người ta thấp hơn mình thôi, là mình là cái mức độ mà đổi mới của mình nó kém, càng ngày nó càng kém. Vậy các bạn có thể so vào đó để các bạn đánh giá xem là mình ở cái mức nào. Ở cái bài số 7. Như vậy các bạn làm trước thì các bạn mới thấy cái này là cũng, cho nên là thầy yêu cầu các bạn làm trước ở nhà, là làm trước khi học cái buổi học là gì, đó là các bạn làm để thầy giới thiệu. Để làm trước là gì? Để chúng ta đánh giá là trước khi các bạn được học nhiều về những kỹ năng này thì các bạn đang làm đến đâu, để xem nó gọi là chẩn đoán đấy, chẩn đoán các bạn. Còn bây giờ là sau khi chẩn đoán xong thì bây giờ thầy giới thiệu các bạn về cái phương pháp để chúng ta cải tiến đó, và các bạn được giới thiệu về cái cải tiến và các bạn về hoàn thiện. Sau đó ví dụ như là sau khi hết học kỳ này các bạn đánh giá lại xem các bạn đã cải thiện cái hành vi các bạn được như thế nào rồi. Kỹ năng này là các bạn phải đánh giá là cái hành vi các bạn cải thiện mình làm như thế nào. Các bạn có cái phần đánh giá sau đó, và các bạn tự tự đánh giá lại mình xem như vậy cái hiệu quả của quá trình rèn luyện của chúng ta cải thiện được đến đâu thông qua cái cột điểm thứ hai đánh giá sau. À, các bạn hình dung đó là cái bài của chương 4. À, phải giới thiệu các bạn như vậy. Tiếp theo tiếp theo là có mấy cái bài tập cho các bạn đây. Thứ nhất, cái bài tập này chúng ta thảo luận luôn ở bây giờ các bạn đọc. À, rồi các bạn sẽ có một cái bài tập về nhà. Các bạn mở cái file PDF thầy gửi các bạn nha, cái file bài giáo trình đó mở ra. Rồi, cái tình huống 3.1 ở trang 208 đó. 207 bắt đầu từ 200 trang 207 đó. Tình huống 3.1. Câu chuyện về chiếc máy Sony Walkman. Thế gì các bạn? Rồi, bây giờ các bạn có 15 phút, bây giờ là 9 giờ 40. Các bạn đọc cho đến 9 giờ 55. 15 phút đọc cái câu chuyện này. Sau đó các bạn trả lời cái câu hỏi. Những câu hỏi trả lời nó đơn giản hơn, các bạn ghi chú lại trả lời. Thứ nhất là trong cái tình huống đó, trong cái tình huống mà các bạn đọc nè, thì cái nguyên tắc giải quyết vấn đề bằng lý trí nào đã được áp dụng? Đó. Và thứ hai là cái nguyên tắc giải quyết vấn đề theo cái sáng tạo nào đã được áp dụng ở trong cái tình huống đó. Đó. Và cái thứ ba là các bạn động hơn là các bạn có comment gì, các bạn học hỏi, các bạn rút được bài học gì từ cái tình huống này. 15 phút cho các bạn đọc cho đến 9 giờ 55 phút.
À, kỹ năng phát triển theo phát giải quyết vấn đề theo lý trí đấy các bạn. À, bật mic phát biểu đấy bạn ơi. Dạ thưa thầy, là đối với cái việc mà thứ nhất là giải quyết về lý trí thì ở đây cái công ty này họ đã xác định và tìm ra giải pháp cho vấn đề phát sinh, đó là tìm cách nào để hoàn thành được hai mục đích là vừa cung cấp được âm thanh và gắn bộ phận ghi âm vào loại máy nhỏ này. Còn về phần giải quyết theo hướng sáng tạo thì họ đã phát triển việc xác định vấn đề là kết hợp hai cái thiết bị này lại với nhau. Từ đó thì em có rút ra được một bài học, đó là trước một vấn đề thì mình đừng vội bỏ cuộc mà mình phải tìm ra được cái giải pháp cho nó. Tuy nhiên là khi đã tìm được giải pháp rồi thì mình không nên tự mãn nó là cái giải pháp tốt nhất, mà chúng ta phải tìm ra những cái giải pháp nào đó, ví dụ như nó có thể hiệu quả hơn, năng suất hơn, để có thể nó phát triển vấn đề, giải quyết vấn đề tốt hơn. Rồi, cảm ơn bạn Trinh, là ý kiến của bạn Trinh. Mời các bạn là trong lớp chúng ta có thể bổ sung thêm ạ. Dạ thầy ơi, Rồi. dạ em thấy ý bạn Trình rất hay, với lại em cũng muốn bổ sung thêm chút thôi, tức là cái nguyên tắc giải quyết vấn đề theo lý trí được áp dụng ở trong cái trường hợp này, theo em là cái tìm kiếm các phương án và cái đánh giá lựa chọn phương án. Với cái bước mình tới cái nguyên tắc mà tìm kiếm các phương án thì ở trong đây thì